Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2022, chúng ta đang có mặt trên Zoom Phật Pháp Pháp Nhãn Temple. Lời nói đầu tiên, chúng con đưa đầu kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đưa đầu kính lễ chánh pháp vi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đưa đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại chúng thân khỏe và tâm an trong Phật Pháp. Hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp cái câu số 9. Trước khi mà chúng ta bắt đầu học đó, thì hôm nay mời sư cô Viên Bảo tụng cái màn hình tiếng Mỹ để cho đại chúng chúng ta bắt đầu. Dạ, bây giờ mời đại chúng chúng ta xem trên màn ảnh, mời sư cô thầy share cái stream, sau đó đại chúng chúng ta bắt đầu nha. Ủa, sư kính cho thầy, con không biết đọc bình thường không thầy, thì con không biết gì đó. Rồi mời sư cô thấy màn hình không? Được, thầy con thấy. Mời sư cô bắt đầu đọc đi. Dạ. Nam mô the holy enlightenment Buddha. Nam mô the holy enlightenment Buddha. Nam mô the holy enlightenment Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Respectfully bowing to the Buddha, the one, Om, the Holy, the Wealthy One, the Exalted One, the Fully Awakened, the Enlightened One. This call on practicing spreading compassion and loving kindness daily to all directions. Metta and Buddha Sutta. May I be safe, well, happy, and peaceful. May I be the free from the enmity, disease, grief, and suffering. May I take care of myself happily, freely, and calmly. May all beings in the Eastern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. Dạ, chưa đổ. Đổ nữa hả? May all beings in the Western direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, and grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the southern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering.
May they take care of themselves happily, friendly, and calmly. May all beings in the southeast, the region be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the southwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the direction above be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, free, and calmly. May all beings in the direction below be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the left side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the right side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in front of me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings behind me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings around me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who love me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who hate me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily,
Really and truly. May all beings who are friendly to me be safe, well, happy, and blissful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who are unfriendly to me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. Dạ, cảm ơn sư cô. Mời anh Tâm Phương tiếp tục tụng. Anh mở microphone, anh tụng tiếp nha. Mời anh Tâm Phương. May I be free from the enmity to anyone, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my parents and siblings be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my children be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my relative and the lineage be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my patriot, teacher, sister, and brother in the Dharma be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. My may disciples be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my fellow practitioner and collector be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my friend and intellectual be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May all donor and giver be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May living thing and living being on over the planet be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. Namo the original matter Sayamuni Buddhaya. Namo the original matter Sakyamuni Buddhaya. Namo the original matter Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Cảm ơn anh Tâm Phương đã tụng cái bài kinh với cô sư cô Viên Bảo. Bây giờ thầy chuyển ngữ một xíu cho đại chúng nắm thêm ý cái tiếng Việt nha. Hôm nay từ không có mấy người Mỹ học mình nói tiếng Việt cái này xíu.
Thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Sa là thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ dường ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì cái danh hiệu này cũng giống như 10 danh hiệu nha. Thì cái bài kinh này là bài kinh về thực tập rải tâm từ đến nhiều phương hàng ngày. Bài kinh từ bi nha. Thì cầu tiếng Việt cầu cho con được an bình, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu cho con thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu cho con chăm sóc bản thân được hạnh phúc, thảnh thơi và bình an. Ông cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng đông được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu cho họ chăm sóc bản thân được vui vẻ, an toàn và thảnh thơi. Không dâu mà thảnh thơi. Cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng Tây an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cũng giống như vậy, lặp lại câu này nữa là cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng Nam an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu cho họ chăm sóc bản thân được hạnh phúc, thảnh thơi và bình an. Rồi cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng Bắc an toàn, hạnh phúc và bình an, vân vân. Cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng Đông Nam được an toàn, hạnh phúc, được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Rồi cũng vậy, cầu cho chúng sinh ở hướng Đông Bắc được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Ba câu sau giống nhau. Cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng Tây Nam được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Rồi cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng Đông Bắc được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Nó cứ lặp lại vậy cho nhớ. Và cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng Tây Bắc được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng trên, ở phương trên á, ở hướng trên được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu cho tất cả chúng sinh ở hướng dưới an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu cho tất cả chúng sinh ở bên trái nha, ở bên trái, left side là ở bên trái, được an toàn, khỏe mạnh và bình an. Cầu cho tất cả chúng sinh ở bên phải được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu cho tất cả chúng sinh ở phía trước con được an toàn, khỏe mạnh và bình an. Cầu cho tất cả chúng sinh ở phía sau con được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc và bình an. Cầu cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an toàn và thảnh thơi. Cầu cho tất cả chúng sanh ở xung quanh con, nãy là bên trái bên phải, bây giờ xung quanh của con hơn. Rồi cầu cho tất cả chúng sinh mà thương con, mình cũng cầu, người thương cũng cầu hơn, cho thương con được an toàn, khỏe mạnh và bình an. Và những chúng sinh và không thương con, tức là ghét con, cũng an toàn, khỏe mạnh và bình an. Cầu cho tất cả chúng sinh thân thiện với con, thì mình cầu là bình thường hơn, thân thiện với con, an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Và cầu cho tất cả chúng sinh không thân thiện với con cũng cầu luôn, chứ không phải thân thiện là cầu, còn không thân thiện không cầu, mà ở đây là thân thiện và không thân thiện mình đều cầu hết, cho an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Rồi cầu cho họ được thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu cho họ chăm sóc bản thân được vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu cho con, và cái đoạn kinh văn mới nha, cầu cho con thoát khỏi hận thù với bất cứ ai, không có khổ thân này, không có khổ thân nha, và không có khổ tâm nha, và giữ gìn thân tâm được an lạc. Rồi cầu cho ba mẹ và anh chị em của con, sibling, anh chị em của con, ba mẹ và anh chị em của con thoát khỏi thù hận lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Cô từ bi mấy cái lời kinh này rất là hay đó nha. Cô từ bi viết vô để mai mốt ra thi cái không biết được là dớt liền á. Rồi cầu cho mấy đứa con của con nha,
cầu cho cha mẹ anh chị bây giờ, cầu cho mấy đứa con của con được thoát khỏi thù hận ăn, thoát khỏi thù hận lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm. Khổ thân là physical, không có khổ thân và không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Rồi cầu nguyện cho dòng họ và thân quyến của con, thân quyến và dòng họ của con thoát khỏi lẫn nhau, thoát khỏi thù hận lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mấy cái này dễ không? Mai mốt mà ra thi mà tiếng Việt mà thi ro cái là trả bài cái là cái gì chứ mà 10 điểm là cái chắc. Rồi cầu cho thầy tổ của con, cho những bậc thầy thế học và đạo học của con, cho các tỷ muội của con trong Phật pháp, cho các huynh đệ tỷ muội trong Phật pháp của con đừng có ông trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Cầu cho các đệ tử của con không có thù hận lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Cầu cho các bạn đồng nghiệp của con, cho các hành giả và đồng nghiệp của con đừng có ông trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Và cầu nguyện cho cầu cho bạn bè và các thiện tri thức của con không có đừng có ông trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Cầu nguyện cho đàn na thí chủ, từ đây là đàn na thí tính thí nha quý vị ha, on order and giver, tức là đàn na thí chủ đừng có ông trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc. Cầu cho pháp giới chúng sinh, từ đây là pháp giới chúng sinh nha quý vị, trên khắp hành tinh này đừng có ông trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là Nam mô The Original Master Sakyamuni Buddhaya, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Rồi Nam mô Phật Bảo, Nam mô Phật, Nam mô Pháp và Nam mô Tăng. Mình có thể mình nói là Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già. Nhưng mà mình đừng có dùng chữ Tăng Già, nhiều khi còn Tăng Trẻ hay sao. Cho nên tiếng Việt á, mà mình phiên âm ra, mà phiên âm Hán Việt Phạn á, mình phiên âm không khéo á, mấy cái người trẻ người ta tránh hết. Cho nên mình phải nói là Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng đủ rồi nha. Nếu mà mình có thêm á, Nam mô Buddhaya Ratana, Nam mô Dhammaya Ratana, Nam mô Sanghaya Ratana, Nam mô Phật Bảo, Nam mô Pháp Bảo, Nam mô Tăng Bảo, hay là kính đảnh lễ Phật, kính đảnh lễ Pháp, kính đảnh lễ Tăng nha quý vị ha. Cho nên hồi xưa mà các ngài chuyển ngữ dùng Phật Tăng, Phật Phật Đà, Đạt Mạ và Tăng Già, rồi lúc cuối cùng Tăng Già là cái mấy người Tăng Trẻ đó, mấy sư cô trẻ nói Tăng Trẻ rồi chỉ đọc tụng Tăng Già, còn Tăng Trẻ không chịu đọc, rồi họ không chịu tu. Cho nên mình không có dùng Tăng Già mà mình dùng Tăng Đoàn thì được, Tăng Bảo thì được. Rồi bữa nay sư cô Viên Bảo và anh Tâm Phương tụng rất là ý nghĩa, rồi lần sau mình thay phiên để mình học mình cho biết. Cái đường link á, sẽ gửi cho sư cô Viên Bảo cái đường link cả tiếng Việt và tiếng Mỹ để sư cô coi thêm, và cô Từ Bi Lạc muốn gửi thì tối nay thầy gửi cái group cho nha. Bây giờ mời đại chúng chúng ta uống miếng nước trà đây, rồi bắt đầu cái uống nhấp miếng nước, bắt đầu chúng ta học nha. Dạ mời đại chúng nha. Rồi bây giờ lớp mình thỉnh ba tiếng chuông để vào lớp, cho nên nhiều khi mấy người uống nước chảy mất. Ở bên đó đại chúng có nghe cái âm thanh tiếng chuông lớn không? Đại chúng có nghe không? Thầy thỉnh chuông nè. Không nghe rồi. Không nghe. Chắc bữa nào thầy connect cái âm thanh lên qua cái chỗ cái speaker cái nó rõ hơn. Bây giờ mời đại chúng chúng ta bắt đầu học nha. Thầy sẽ bắt đầu mời đại chúng theo dõi trên màn hình để chúng ta bắt đầu. Rồi hôm nay chúng ta học tiếp cái câu 8 nha. Thì
mình học cái lớp Zoom nó đặc biệt là mình dùng tiếng Mỹ mà nói tiếng Việt. Thỉnh thoảng có người Mỹ thì nói thêm tiếng Mỹ, còn ở đây khác hơn người ta là người ta share bằng tiếng Việt, người ta học tiếng Việt, còn ở đây mình dùng tiếng Mỹ cho nhiều khi mấy người Mỹ người ta theo dõi đó, ta đọc thêm. Rồi question A, dear thầy, on the occasion of the Buddha birthday season, many Buddhists develop their mind to practice chant, recite the Buddha names, relieve living beings, relieve animals, become vegetarian, do charity, give alms, and miss offering. Thì cái câu hỏi số 8 là gì? Thưa thầy, nhân cái dịp mà cái mùa lễ, mùa đại lễ Phật Đản đó, nghe quý vị ha, thì nhiều người Phật tử á, phát triển cái tâm của họ để thực tập nè, tụng kinh nè, thực tập nè, tụng nè, niệm nè, tụng niệm danh hiệu Phật đó, rồi phóng sanh, relieve animal or relieve living being là phóng sanh, ăn chay, become vegetarian tức là trở thành những người ăn chay đó, mình nói là ăn chay, và làm từ thiện, do charity, làm từ thiện nè, rồi bố thí nè, giving alms, bố thí, và cúng dường, make offering, cúng dường. Cái từ này là cúng dường nha, sư cô Viên Bảo mà nói là cúng dường ai á, là make offering to someone, là con cúng dường cho quý thầy, quý sư cô, là I would like to make offering to, make offering of food, nha, of food, of drinks, of money to monastic people, là cúng dường cho chư vị xuất gia. Đó là cái từ cúng dường đó nha, tiếng Mỹ á. Rồi, please tell us how to celebrate the Buddha birthday so that it is not only full of the faster of religion and usual beliefs, but it is also full of global, spiritual and cultural significance that it the action that correspond to the aspiration for enlightenment, or in other words, bodhicitta, the mind of enlightenment. Câu trả lời cái tiếng Việt của nó là gì? Xin thầy vui lòng giảng dạy cho chúng con biết làm thế nào để tổ chức cái ngày đại lễ Phật Đản, ngày sinh nhật của Đức Phật đó, ngày đại lễ Phật Đản. Vì vậy á, cái điều đó đó nó không những là mang đầy cái yếu tố tôn giáo nha, và cái niềm tin thông thường, usual belief là cái niềm tin thông thường, niềm tin thông, đưa thầy coi thương câu này nè, niềm tin thông thường, nhưng mà nó cũng không những mà còn nó mang đầy cái ý nghĩa văn hóa và tâm linh toàn cầu, global là toàn cầu. Rồi điều đó có nghĩa là gì? Dash E tức là có nghĩa là cái việc làm hành động á, mà nó tương xứng với cái sự khao khát, ước muốn để giác ngộ, hay là mặt khác là bồ đề tâm, hay nói cách khác là bồ đề tâm là cái tâm giác ngộ, bồ đề Bodhi tức là bồ đề, citta là tâm nha. Thường thường mà đại chúng nghe thường thường mấy ông mấy ngài á, thường thường nó nói bồ đề tâm á, là quý vị phải nhớ là Bodhi citta là bồ đề tâm nha quý vị. Còn mà nếu mà mình định nghĩa ra tiếng Mỹ mình nói là the mind hay the heart of enlightenment, Bodhi tức là giác ngộ, enlightenment, citta tức là heart or mind, là bồ đề tâm nha. Thì cái từ đó, thì cái câu hỏi quý vị nắm rồi không? Xin quý vị nắm được ý đó. Rồi tiếp nè. Answer. Be aware that the rite ceremony of the Buddha birthday in particular and all the Buddhist festival in general never kill living beings, while other religions have thousands and millions of turkey and
biotry animal kill. Thì cái câu tiếng Việt trả lời là gì? Là hãy ý thức rằng cái ngày đại lễ Đức Phật đản sinh á, nói riêng, và những cái lễ hội của Phật giáo, nhiều cái lễ hội khác của Phật giáo nói chung, chưa bao giờ giết hại chúng sinh. Trong khi đó các tôn giáo khác á, hay là trong khi đó các tôn giáo bạn đó, có hàng ngàn thousand, là hàng ngàn thousand, mà số nhiều á là millions, là hàng ngàn hàng triệu con gà tây và con thú gia cầm. Billy tree, bull tree, bow tree là con thú gia cầm nha quý vị, đã bị giết. Thì cái câu có nghĩa là gì đó thì quý vị thấy là mình học rồi mình biết, thì mình hiểu được cái câu đề cập ở trong cái đoạn văn này. Chúc mình đọc đoạn nữa mình hiểu nha. To cultivate and develop a loving kindness and compassion in Buddhist culture festival, learn and practice the virtue of the Buddha compassion, we should not have the thought of killing sentient beings. Để tu tập, chứ cultivate là tu tập, mà nếu mà ở bên ngoài á là trồng trọt, mà trong Phật pháp mình gọi là tu tập. Để tu tập và phát triển cái tâm từ bi, tâm từ và tâm bi á, thì trong cái lễ hội, trong nhiều cái lễ hội văn hóa của Phật giáo á, học và thực hành cái đức hạnh của từ bi của Đức Phật, thì chúng ta không nên có một cái tâm niệm sát hại chúng sinh. Như vậy quý vị đã nắm cái câu hỏi và câu trả lời ha. Thì cái câu trả lời á là người ta, câu hỏi á là nói đề cập nặng về cái tín ngưỡng, và về cái mặt khác á, nó có nói đề cập về cái mặt tâm linh hay cái mặt giác ngộ, hay là nó rõ hơn là Bồ Đề Tâm á. Thì câu trả lời quý vị thấy là Đạo Phật khi mà nói tới cái lòng từ bi á, thì cái điều đạo đức thứ nhất á, Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng đề cập là tôn trọng sự sống, là không giết hại chúng sinh, không giết hại mình, giết hại người và giết hại chúng sinh, và tôn trọng sự sống, và đặc biệt là thực tập tâm từ bi. Cho nên quý vị thấy cái lễ hội của các tôn giáo khác á, thì hầu như là tới cái ngày Phật đản, cái ngày Phật đản của mình và cái các ngày lễ khác của Phật giáo á, là có mấy con vật, mấy con nai, con hươu, con thậm chí con chó nữa và con gà tây nữa, không có bị giết cái con nào hết á. Phật giáo mình được cái đó là mấy con đó còn nguyên à. Có giết ai có muốn ăn á, thì ra lâu lâu mua ăn, nhưng mà tới cái ngày lễ đó người ta không có sát sanh. Phật giáo mình, cái đặc điểm của Phật giáo mình á, cho nên tới cái ngày Phật lễ Phật đản á, quý vị á, đi nghe pháp nhiều, nhưng mà nhiều khi á, cái người giảng pháp chưa có lột tả này, cho nên mình thấy nó hơi thiếu. Tới cái ngày Phật đản, cái đặc biệt của ngày Phật đản á, là quý vị thấy cái giá trị của đạo Phật của mình á, tới ngày Phật đản, ngày sinh nhật của Đức Phật á, là không bao giờ giết hại chúng sinh, tất cả những con thú nó bị giết. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo mình, và những cái lễ hội khác cũng vậy. Ngay cả ngày lễ Quan Âm, ngày lễ Vu Lan, đại lễ Vu Lan sắp tới đây, thì hầu như là tới ngày lễ là người Phật tử mình, người con Phật mình không có giết chúng sinh. Nhưng mà ngược lại, quý vị tham đấy nè, ngược lại các tôn giáo bạn đó, mình nói bạn cho nó thân mật, chứ thật ra nói các tôn giáo khác, các tôn giáo bạn hầu như là cái gì chứ, gà tây là cái chắc rồi. Tới ngày sinh nhật của giáo chủ của họ đó, hoặc là tới ngày Thanksgiving rồi đó, quý vị đấy coi, hàng triệu con gà tây, chứ không phải là hàng chục, không phải là hàng trăm, mà hàng triệu con gà tây. Lâu lâu họ làm kiểu đó, mấy tổng thống từ thời mấy tổng thống trước tới bây giờ, theo cái đà đó, thả con gà tây thôi, phóng sanh con gà tây thôi. Nhưng mà cái ngày đó họ phóng sanh trong cái vườn tổng thống, chứ sau đó rồi những ngày khác họ bắt họ mần, đâu có ai biết đâu. Cho nên quý vị thân, đặc biệt là những cái ngày lễ của các tôn giáo khác, hàng triệu con gà tây và hàng triệu con nai, con hươu, và trong đó có thú gia cầm, mà trong đó có con chó nữa, là họ mần hết. Mặc dầu Phật giáo Phật tử mình không có ăn chúng sinh, chứ mà chó hay là con cừu hay là con dê là hầu như là họ dùng hết đó quý vị. Cho nên quý vị thấy không, tới ngày Phật đản và tới ngày lễ khác là người Phật tử mình không có giết hại sát sanh, không có sát sanh, cho nên mấy con vật họ thích lắm. Tới ngày đó là còn nguyên
Còn Phật tử mình muốn ăn mặn thì lâu lâu đi ra chợ mua rồi về là nấu cho những người không ăn chay được thì cái đó không sao. Chứ còn nói về sát sanh đó, là hầu như là không có, không có luôn. Còn những ai mà muốn ăn thịt ấy, thì người ta nhìn cái ngày đó ra, nhưng mà ngày khác người ta ăn mặn xíu cũng sao. Nhưng mà riêng Phật tử mình đó, là nói về vấn đề sát sanh đó, tới cái ngày lễ Phật đản là không có, hoàn toàn không có giết hại chúng sinh. Và quý vị phải lưu tâm cái này, do những cái yếu tố, những cái mầm mống, những cái hạt giống mà không có giết hại chúng sinh đó, nó gieo rắc, nó gieo từ khi mà ở trong bụng mẹ ngay cả cái thời của Phật đó quý vị, như mà Thái tử Siddhartha đó, cô Duy Thúy, cô Duy Thành, anh Tâm Phương, cô Tiêu Vi Lạc có biết câu chuyện mà lúc mà có 8 tuổi á, lúc Thái tử Siddhartha có 8 tuổi mà Bồ Đề anh em họ tức là chú bác đó, là Bồ Đề Devadatta, tức là Devadatta là tiếng Việt là gì sư cô Anh Minh? Devadatta, đúng rồi. Hỏi sư cô Hạnh Minh mà sư cô Viên Bảo trả lời là tốt quá. Thì lúc 8 tuổi đó thì chơi trong vườn ngự uyển á, thì Devadatta đó bắn dùng cái cung á, bắn con chim thiên nga, Vraswam, tức là con chim thiên nga trên trời đó. Mà thái tử còn trẻ đó thì chạy tới, khi mà con chim nó rớt xuống á, thì thái tử Siddhartha chạy tới ôm con chim. Mà ôm con chim rồi đó, thì ôm con chim thiên nga rồi cái tự mình nó rút cái mũi tên ra rồi lấy thuốc chăm sóc nó, rồi cuối cùng á Devadatta mới giành lại. Nhưng mà khi mà hai người giành qua giành lại, cuối cùng á thì mới đem tới cái những vị trưởng tộc, những cái vị mà có chức năng ở trong triều đình á, mà kiện. Thì khi mà kiện ra thì Devadatta đó nó mới nói là cái phần trên trời mà tôi bắn con chim này á thì cái phần của tôi. Còn thái tử á mới nói là khi mà con chim mà nó rớt xuống á, tôi vì lòng từ bi, tôi vì tình thương đồng loại chúng sinh, cho nên tôi mới rút cái mũi tên ra, tôi băng bó nó, bởi vì nó có sự sống cho nên tôi không có giết nó. Quý vị thân, rồi cuối cùng xử qua xử lại thì thái tử Siddhartha thắng cái kiện đó. Cho nên qua cái câu chuyện đơn giản vậy mà quý vị thân, cái lòng từ của người con Phật nói chung, và ngay cả cái hạt giống Phật pháp, hạt giống Phật ở trong tâm của thái tử Siddhartha nó đã có từ khi trong bụng mẹ và cho tới cái lúc đó và sau này nữa. Thì cái yếu tố đó, chỉ cần những cái yếu tố đó thôi, là cái chất an lạc nè, cái chất bình thản nè, cái chất thương người thương vật nè, là nó có trong thân trong tâm của thái tử ta. Cho nên những ai mà giết chúng sinh nhiều á, quý vị thân, những ai mà giết chúng sinh nhiều á, nhất là những cô Du Thành, để ý với cô Từ Bi Lạc, anh Tâm Phương, để ý là ai mà làm cái nghề sát sanh á, nghề đồ tể đó, sát sanh nhiều á, là quý vị nhìn khuôn mặt của họ đó, quý vị không dám đứng gần. Quý vị để ý coi, những cái người mà sát sanh mà hại vật nhiều đó, cái khuôn mặt của họ nhìn nó đen lắm, trong cái hào quang của con người của mình á thì nó rất là đen, nó lộ ra cái hào quang rất là đen, cho nên quý vị nhìn vô quý vị sợ lắm. Chưa nói mà trời sấm sấm hồi xưa ở Việt Nam đó, mà không có đèn đó, không có điện đó, ban đêm mà quý vị trong cái đèn mà mấy nhìn mấy người đó tưởng đâu thế giới lạ kỳ không à, sợ lắm. Quý vị Phật tử mình để ý cái đó nha, cho nên nhiều khi mình không dám đâu. Cho nên cái người mà giết hại chúng sinh nhiều á, là những cái oan hồn, những cái con vật đó, cái nó bám vào cái khuôn mặt của họ, cái thần thức, cái tâm linh của họ, cho nên nó nhìn vô đen thù lùi rồi, sợ lắm. Trong vật lý cũng chứng minh rồi đó, trong vật lý rồi đó, mình học trung học đó mình nói đó, thì trong cái tâm thức của con người, cái khuôn mặt của con người có cái hào quang là hào quang sáng, là mình nhờ mình làm từ thiện, nhờ mình làm mình không có giết hại chúng sinh, cho nên khuôn mặt mình là sáng. Nhờ mình học Phật pháp rồi cái khuôn mặt mình nó sáng, nhờ mình tu tập càng ngày càng càng nhuần nhuyễn thì khuôn mặt mình nó trẻ ra, nó đẹp ra,
nó đẹp trong Phật pháp đó quý vị. Còn những người nào mà giết hại chúng sinh nhiều đó là khuôn mặt họ đen lắm. Cho nên nó qua cái câu chuyện giữa Thái tử và Devadatta, Devadatta đó, do đó cuối cùng đó là Thái tử thắng. Những cái chất không có bạo động, những chất ahimsa, ahimsa là không có bạo động. Còn đề bà đặt đa là himsa, himsa là tiếng Phạn đó, chữ H, chữ I, M, chữ S, chữ A là himsa, là violent, là bạo động. Còn ahimsa là non-violent, là cái chất không bạo động. Thì không bạo động có nghĩa là gì? Là có chất từ, chất bi, chất tình thương của con người đối với muôn loài rất là lớn. Do đó quý vị thấy ông qua cái yếu tố này, quý vị mình học á, mình thấy là đạo Phật á, là những cái lễ hội của Phật giáo, những cái lễ hội dù lớn dù nhỏ là những con vật, những chúng sinh á, rất sống rất là thoải mái, rất là bình thản, không có, nó không có sợ gì bị con người giết. Còn ngược lại tới cái ngày sinh nhật của các tôn giáo bạn á, là hàng triệu con vật nó bị giết. Đó là một cái đặc điểm của Phật giáo mà mình không có lột tả cái này rất là uổng. Cho nên khi mà mình học mình hiểu được như vậy đó, mình thấy cái đặc thù của Phật giáo mình là cái điểm từ bi, toát lên cái tinh thần bất bạo động, rất là hay, rất là ý nghĩa. Rồi bây giờ mời đại chúng chúng ta, và ngay giờ cái câu cuối đó quý vị nhớ cái câu cuối nha. Học và thực tập đức hạnh của từ bi của Đức Phật đó, những cái hạnh từ bi của Đức Phật đó, chúng ta nhớ rằng là chúng ta không có một cái tâm niệm giết hại chúng sanh. Quý vị không có một cái tâm niệm là we should not have the thought of killing sentient being, là không có một cái tâm niệm giết hại chúng sanh. Một cái ý niệm thôi, một cái ý niệm mà còn không có. Tiếng Mỹ khi mình học mình thấy nó rất phong phú à. Còn tiếng Việt mình nói không có tâm niệm, nhiều khi mình nói nhưng mà nó cũng hay, nhưng mà điều khi mình học thêm một cái ngôn ngữ nữa mình thấy nó rất là ý nghĩa. Không có một tư tưởng, không có một cái tâm niệm giết hại chúng sanh thì làm gì? Làm gì mình có cái hành động giết hại? Cái tâm niệm còn không có, huống chi là cái hành động bằng cách là giết hại. We should not have the thought of killing sentient being. Là không có một cái tâm niệm giết hại chúng sanh. Chúng ta chỉ có cái tâm niệm từ bi thôi. Chúng ta chỉ có cái tâm niệm từ bi. We have the thought of loving kindness and compassion. Chúng ta có tâm niệm từ bi thôi. Rất là hay quý vị ha. Rồi bây giờ tiếp nè. In the first moral training, the Buddha have taught his disciples very clearly, do not kill beings, do not kill oneself, do not kill oneself. Yeah. Do not tell other people to kill living beings, and do not not to see people, to see nha quý vị ha, not see people kill living beings that we closely follow. Rồi quý vị cái đoạn này là rất là hay nha quý vị ha, cho nên đoạn này rất là tuyệt vời. Cái điều đạo đức thứ nhất trong đạo Phật á, nha, cái điều đạo đức thứ nhất nè, nha. Đức Phật đã dạy các vị đệ tử rất là rõ ràng, nha. Đừng có tự mình giết, là do not kill oneself, là đừng tự mình giết. Rồi đừng có bảo người giết, do not tell order to kill living being, đừng có bảo người giết. Và đừng có thấy, nha, đừng có thấy người giết chúng sinh mà mình vui mừng theo. Rồi cái câu này rất là quan trọng trong cái đoạn văn nãy giờ mình học. Mai mốt mà người ta hỏi cái yếu tố nào mà để toát lên cái lòng từ bi của Đức Phật, là quý vị nhớ cái điều đạo đức thứ nhất nha. Điều đạo đức thứ nhất Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử rằng là đừng có tự mình giết, có nghĩa là gì? Cô Dư Thúy, cô Từ Bi Lạc, cô Dư Thành và anh Tâm Phương nhớ là thỉnh thoảng cái câu đó rất là hay. Đừng có tự mình giết, có nghĩa là gì? Thường thường mình mắc nợ nhiều, thường thường mình làm cái gì mà sai trái nhiều, mình ăn trộm ăn cướp hay là tà hạnh gì nhiều,
rồi cái tội nó đầy dẫy, mình không biết làm gì hết, đầu mình đem mình tự tử là xong. Kill ourselves hay là kill oneself, tức là tự giết mình, là tự tử đó quý vị. Mình tưởng đâu là mình tự tử là mình nói là hết, mình chết là hết tội. Không phải đâu. Theo Phật giáo á, là quý vị nghĩ như vậy, đại chúng nghĩ như vậy, là người ta nghĩ như vậy là không có đúng Phật pháp. Mình nói là cái thân vật lý này mình bỏ, nhưng mà phải nhớ rằng cái nghiệp quả nó theo mình như hình với bóng, nó theo không những đời này và đời sau. Quý vị rất là hay chỗ này nha, chứ đừng có nói tôi mắc nợ nhiều, tôi lấy của không cho, tôi sống tà hạnh ngoại tình, rồi tôi nói dối, rồi tôi uống rượu uống bia, rồi tôi quýnh lộn, rồi tội lỗi nó đầy quá, rồi bắt đầu tôi lấy cái gì họ quẹt á, đốt rồi cái tự sát, rồi nói là chết là hết tội. Không có đúng như vậy đâu. Như bữa thầy có kể cô Dư Thúy với đại chúng nghe đó, có cái vị thanh niên đó, anh thấy phong trào 63 thấy đã quá, các ngài mình tự thiêu này kia. Cái ở nhà ảnh gần cái chùa, mà cái chùa ở trước đó, đi bộ có chừng 5 phút à, mà nó có cái hồ sen đó. Anh nói chuyện này không biết, anh cũng tưởng tưởng với anh cũng mắc nợ đủ thứ chuyện hết, anh mới lấy bông gòn rồi anh tắm dầu hết. Anh nói chuyện này anh cũng thông minh, cô Dư Thúy nghe câu chuyện đó rồi, anh cũng thông minh. Cái anh nói chuyện này chắc tôi 4 giờ sáng không ai thức, không ai dậy đó, cho nên anh mới bó bông gòn anh tắm xăng rồi đó. Cái anh cũng thông minh, anh bó bông gòn rồi, nhưng mà anh đứng bên hồ nước, bản thân anh bực cái viên vẹt lên anh đốt. Anh chị hả, mà nó nóng cái, nếu mà nó nóng quá anh nhớ anh phải nhảy vô hồ. Đã tự sát rồi mà còn thông minh là đốt mình, nó nóng quá cái anh kiểu này chắc chết tôi rồi. Em sợ chết cái em nhảy xuống cái ao sen đó. Khi mà nhảy xuống ao sen rồi, cái ngày đó là ngày Bồ Tát, ngày tụng giới đầu ngày rằm á. Mấy Phật tử đi chùa đi lên đi xuống lúc 4 giờ rưỡi sáng mà thấy, ủa ai ở dưới hồ sen giờ này mà làm chấm chấm. Mới nhìn thấy anh thanh niên, coi ra là anh này đâu sao vậy, nó cứu tôi với, nóng thì nóng nhưng mà nhờ nước. Đó quý vị thân, anh muốn tự sát, nhưng mà tự sát cái kiểu này là rất là thông minh, biết sợ nóng cho nên nhảy xuống hồ liền. Cái xong tao hỏi chứ, ủa sao anh nhảy xuống hồ mà giấc khuya vậy? Nói tôi tự sát là bằng cách tôi đốt, nhưng mà tôi thấy nó nóng quá tôi nhảy ngồi chứ dạ gì chết. cho nên quý vị thấy không, ở đây Đức Phật dạy đó là tự mình giết là mình cũng có tội đó nha quý vị, chứ không phải là mình giết người ta để làm đời, nhưng mà bản thân mình á, mình giết mình á là phạm tội sát sanh. Hồi giờ mình tưởng đâu mình giết người ta, giết con người nè, giết con vật nè, vân vân, là mình phạm tội sát sanh. Nhưng mà bản thân mình Đức Phật dạy tự sát, tự mình giết mình á là mình cũng là phạm tội sát sanh. Chứ không phải, nhớ nha, chứ mai mốt mà mắc nợ rồi bị má ba quánh hay chị anh chị em la, ở chùa thì bị sư đệ sư tỷ sư muội sư phụ la quá rồi cái đứng gần hồ sen cái đốt lửa nóng quá nhảy xuống hồ là coi chừng. Đó thì quý vị thân, đông kêu ourselves, don't kill oneself, là tự mình giết, rồi tự mình bảo người khác giết. Mà mình bảo người khác giết là please do not tell other people to kill animal or to kill living life, tức là tự bảo người khác giết. Thấy Đức Phật dạy hay không quý vị ha, cảm nhận tuyệt vời á, không phải mình đệ tử Đức Phật mà mình khen ha. Rồi cái câu cuối cùng á là tự mình thấy người khác giết mà mình vui theo. Thầy dẫn chứng cái câu này, chẳng như là hồi nhỏ mình chưa có đi học Phật pháp, không biết anh Tâm Phương có cái kiểu này không, chứ thỉnh thoảng mà mình đi ra ngoài mà thấy mấy người mà lấy cần câu cá đó, cái câu mà con cá nhỏ nhỏ không sao, mà con cá nặng mà nó kéo cả mình luôn á, khi mà họ giật lên được á không ngừng lắm. Cho nên cái câu này nó phù hợp với những ai mà câu cá, tự mình thấy người khác giết mà mình vui mừng theo, hay chưa? Please do not see other people to kill living being, does
We gladly follow. Tự mình thấy người giết mà vui theo. Cho nên khi mà mình học, mình hiểu được vậy, mình thấy cái yếu tố ba cái câu đó, mà quý vị thấy cái tư tưởng bất bạo động ở trong con người của mình, trong đệ tử của Đức Phật và trong con người của người con Phật đó, nó là không có bao giờ có bạo động. Rất là hay ha. Nó đơn giản, nhưng mà cô Du Thí, cô Từ Bi Thà, cô Từ Bi Lạc, cô Du Thành với anh Tam Phương á, nhớ cái đoạn này để mai mốt á, mà người ta hỏi á, cái tinh thần bất bạo động trong đạo Phật là cái câu nào, và hỏi chứ cái tinh thần á, cái câu nào mà nó nói lên tinh thần từ bi là cái câu nào, mà quý vị nói đó, điều đạo đức thứ nhất là tôi có nghe cái lời Phật dạy là không tự mình giết, không bảo người giết và không thấy người giết. Đó là cái tinh thần bất bạo động của Đức Phật. Tinh thần này nói lên tinh thần hòa bình. Quý vị thân nhỏ, nếu mà trong cái ngữ cảnh mà trong chùa mình nói với nhau, trong gia đình mình dạy với nhau, trong học đường mà dạy với nhau, trong xã hội mà dạy với nhau, thì làm gì có chiến tranh. Cô Diệu Thí với anh Tâm Phương, cô Diệu Thành, cô Từ Bị Lạc thấy đồng ý với nào? Chỉ có nhiêu đó thôi thì làm gì có chiến tranh. Thế giới ông gì mà Đinh Đinh á, ông Budin á, nói theo tiếng Mỹ là Budin, hay là những cái người khác đó, mà các vị lãnh đạo quốc gia và thế giới đó mà học cái câu này thôi là chắc chắn là tinh thần hòa bình nó có. Rất là hay. Tinh thần hòa bình đó quý vị. Còn tinh thần mà bất bạo động á, mà mình không học câu này á, là bạo động nó tràn ngập về cả thân và tâm của mình. Và khi mà mình học tinh thần hòa bình rồi đó, mình thấy là rất là hay không quý vị ha. Nhiều đó thôi là cái tinh thần hòa bình nó sáng tỏ, nó rõ ràng trong cái đời sống hàng ngày của tự thân, của tha nhân, của học đường, gia đình và của cả thế giới, quốc gia này, quốc gia kia. Đó, quý vị thấy rất là hay. Thì đó là cái đặc thù, đặc điểm của Đạo Phật. Như vậy, thầy nói hai cái đặc điểm. Quý vị nhớ, tới ngày lễ Phật giáo nói riêng chung và tới ngày đại lễ Phật đản nói riêng, thì cái yếu tố nào mà đặc biệt nào nói lên cái tinh thần Phật giáo, thì quý vị nói là nhớ là hai cái điều kiện. Một là cái điều đạo đức thứ nhất là nói là không tự mình giết, không bảo người giết và không thấy người giết vui theo. Và cái thứ đặc điểm nữa là cái gì, là tới cái lễ hội Phật giáo là không có giết hại chúng sinh, tất cả những con thú con vật đều sống rất là an nhàn. Nhưng mà thầy nhân đây cũng để cho đại chúng vui, và thầy cũng kể câu chuyện có thật, nó có thật nhưng mà đại chúng cũng thông cảm nghe cái câu chuyện này. Lúc mà thầy ở bên Ấn Độ đó, mấy Phật tử mình á, không biết cô Du Thí, cô Du Thành chắc có đi rồi, cô Du Thí không biết có đi chưa, anh Tâm Phương có đi chưa, chứ lúc mà thầy học Ấn Độ 2001 tới 2009 á, thì lúc đó quý ông quý ngài bên Mỹ, bên Việt Nam, bên châu Úc, châu Âu, quý Phật tử mình á, cái tới Ấn Độ thấy mô Phật sao mà bò heo ở bên Ấn Độ thả đi đầy đường hết không ăn. Bởi vì Ấn Độ là hết 80% là đạo Bà La Môn giáo, đạo Ấn Độ đó, đạo Hindu á. Còn Hồi giáo á, Ấn Độ là 70, còn Hồi giáo là khoảng 35 là Hồi giáo. Còn Phật giáo mình chỉ có 5% thôi, rất là ít. Rồi quý vị biết mấy ô mấy ngày ở chỗ, ủa sao mà ở bên này bò nó thả đầy, rồi heo nó thả đầy nó không ăn ha. Bởi vì ở bên đạo Ấn giáo là bò tức là nó cho sữa của con người, cho nên nó không có giết, và bò cũng là thần của nó cho nên nó không có giết, cho nên bò nó thả đầy đường hết còn heo thì Hồi giáo nó nói là heo là con dơ, là cái con nó nằm dưới bùn dơ giấy nó mới ăn. Xong cái quay qua hỏi thầy, vậy chứ bò với heo hai cái đạo đó nó không ăn, còn Phật tử người con của Phật sao thầy? Thầy nói Nam Mô Phật, thưa Bạch Quý Ôn, Phật giáo thì dạy từ bi, chứ còn nói về bò với heo, Phật giáo mình thật ra thì hai cái tôn giáo đó nó kỹ, nó cấm kỵ, nó không ăn. Chứ còn đối với Phật tử mình á, gì chứ còn heo với bò, không những bằng heo mà còn bằng bò, thầy làm ráo hết rồi. Bò với heo là không có tha,
Bởi vì các tôn giáo là vì cái tôn giáo cho nên nó bò là thần của nó, heo là con vật dơ của nó. Còn đối với Phật giáo, người Phật tử mình, người cư sĩ của mình á, dạ heo không những mà không bằng, không những không bằng mà bò cũng bằng luôn thì ơi, heo bò bằng hết, cho nên hai tôn giáo đó không thích Phật giáo. Thật ra mình ăn á mà mình không có cái tà tín, mình ăn nhưng mà vấn đề á, bởi vì cái người nào sát sanh á thì Phật tử mình mua ăn á, cái đó bình thường thôi, không sao hết. Nhưng mà cái vấn đề sát sanh thì họ tránh, họ muốn giết cả chúng sanh, cho nên nói tới đó cái Phật giáo mình sao. Dạ thưa thầy, vua thưa quý ông, Phật giáo mình được cái là bò và heo bằng cả hai luôn, cho nên các tôn giáo đó nó không thích. Thì nói rằng á, ý nói rằng á là cái tôn giáo, bởi vì theo cái tôn giáo của họ là họ cấm kỵ đó quý vị. Bữa trước á thầy cũng có kể câu chuyện rồi đó, cái ông thầy ông mới qua đó, ông thấy bò nó đi đầy đường, mà nhất là những cái đường phố trên đường phố đó, bò nó đi, nhất là trong đường hẻm nữa, chiều là nó đi, sáng là nó đi khất thực, chiều nó cũng đi nữa. Cho nên ông thầy ông mới qua đó, cô Dư Thúy nghe câu chuyện rồi, cái ổng ở trên tầng thứ ba, rồi cái mấy thầy cô bên ở tầng thứ ba đó nhìn xuống cái đường hẻm mới thấy hết. Thì ổng mới qua, ổng có rành cái vấn đề bò là sao đó, ổng đi bộ đi khoảng chừng ra cái chợ trong chợ sớm á, khoảng chừng 10 phút rồi ổng đi bộ, ổng đi về, ổng đi cái đường hẻm đó, ổng cầm cái bó rau muống á, mà con bò cái đường hẻm đó, nó có chừng mét thôi, mà ổng đi á, ổng cầm cái bó rau ra, cái con bò nó thấy cái bó rau cái nó đứng nó nhìn ổng, cái ông nó tựa nó nhìn ổng, cái ông sợ nó ăn cái bó rau đó, ông lùm cái cây hàng rào đó, ông quýnh con bò, khi mà quýnh bò tránh cho ông đi thôi, nhưng mà đằng này ông vừa giái cây ông quýnh ăn cái bắt đầu cái xóm làng xung quanh á nó thấy ông quýnh con bò là thần của nó đó, nó rượt ông chạy quá chừng, cái lúc đó cái ông không những cầm bó rau mà giục bó rau luôn, ông chạy. Chạy chứ mà bữa đó mà ông chạy không kịp á là nó bắt ông á, là coi chừng đó là nó quýnh đó nha. Ông bỏ rau, bỏ những cái gì ông mua, ông chạy trốn. Cái mấy thầy cô hỏi chứ, ủa ông làm sao mà ông chạy dữ vậy? Nó dạ em nhờ em tập chạy marathon cũng có 5 năm nay cho nên chạy thoát á. Quý vị thấy là vấn đề đó mà ở cái xứ đó mà bò mà quý vị mà quýnh á là rất là nguy hiểm đó quý vị. Nó bắt mình á, nó cho mình đi về nước luôn đó, mình rất là trở ngại. Thì nói rằng là cái những con vật đó là vật linh thiêng của họ, mình đừng có quánh á. Thì qua cái câu chuyện mà giết hại chúng sinh và cái văn hóa của người Ấn Độ mình phải biết, mình học ở đây thì cái qua cái câu hỏi câu trả lời thì chúng ta biết rằng đạo Phật là luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng cái đời sống của con vật, con người thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà con vật là không có giết hại chúng sinh, nhất là những cái ngày lễ Phật giáo. Và bên cạnh đó, cái điều đạo đức thứ nhất là nói về cái tinh thần ahimsa, bất bạo động và tinh thần hòa bình. Thì mai mốt mà ví dụ đi dự khóa tu mà người ta hỏi những cái câu đó thì đại chúng nhớ trả lời trọng tâm vào cái đó thì quý vị sẽ đạt điểm A và đạt điểm cao. Chứ còn mà mình không có nói cái đặc điểm trong cái ngày lễ Phật giáo, hai cái đó là mình chưa có lột tả về cái ý đó. Thì đại chúng hôm nay chúng ta học và chúng ta biết về cái vấn đề này. Rồi bây giờ mời tiếp học tiếp cái đoạn khác nha. With the above mentioned meanings, in order to maintain and protect the health of ourselves and other people during the Buddha birthday season and other Buddhist festival, we can take the vow to eat vegetarian food for 1 week, 1 month, and 1 year. Thì tiếng Việt là với những cái ý nghĩa mà đề cập ở trên á, để duy trì và bảo hộ cái sức khỏe của chính mình và người khác đó, thì trong cái mùa đại lễ Phật Đản đó và những cái lời hội khác của Phật giáo đó, thì chúng ta phát nguyện ăn chay nha quý vị ha. Chúng ta phát nguyện ăn chay, có thể là một tuần, một tháng, hoặc là thậm chí là một năm nha quý vị ha. Thì những cái ý nghĩa trên á, thì để cho cái tinh thần bất bạo động và tinh thần từ bi của mình nó trưởng dưỡng trong thân và trong tâm của mình,
thì mỗi người con Phật của chúng ta phát nguyện ăn chay. À, ăn chay là tốt nhất. Chứ còn nhiều khi cái phóng sanh á là quý vị nói là không giết hại chúng sanh. Phóng sanh là có tuổi thọ mình nó tăng trưởng, cái đó nó đúng có một phần xíu thôi. Nhiều khi mấy người lợi dụng cái phóng sanh đó mà quý vị làm mà không có ý thức đó, trở thành tạo nghiệp cho cái người khác giết. Cái câu chuyện đó cô Dư Thí học lâu, cô Hạnh Minh học lâu cũng đã biết. Thì mình phóng sanh như thế nào để có lợi cho mình, cho lợi cho người và cho số đông. Chứ còn phóng sanh á mà mình không biết á, mình tưởng đâu là mình đặt cá, đặt rùa, đặt tôm, thì cuối cùng cái phóng sanh đó nó tạo cái mình tạo cái nghiệp gián tiếp cho cái người khác tạo nghiệp. Bởi vì ví dụ mình phóng sanh, cái điều đạo thứ nhất mà mình muốn cái tuổi thọ cho nó tăng trưởng á, nhiều người học Phật pháp mà không có thông minh á, mà người ta nói là phóng sanh để tuổi thọ nó tăng trưởng, không có đâu. Tuổi thọ của mình tăng trưởng hay không là do mình ăn uống, do sức khỏe, do tập thể dục. Như anh Tâm Phương nói nãy đó, là do uống sinh tố năm loại trái cây. À, nếu mà thầy ở gần bữa nào cho thầy Huy nha. Năm loại trái cây là mình có sức khỏe, là cái tuổi thọ mình tăng trưởng, chứ không phải là mình đi phóng sanh rồi cái là tuổi thọ mình tăng trưởng. Cái đó một phần nhỏ thôi. Không phải là mình phóng sanh rồi mình tuổi thọ mình thả những cái con vật đó là tuổi thọ mình nó tăng trưởng. Cái đó cái nghĩa tôn giáo thì nó đúng đúng xíu rồi, cho cái khoa học nó phù hợp. Mình đi phóng sanh mình thả những con đó mà bản thân mình mà dầu chiên nè, mỡ nè, chả giò hay cái gì mà dầu bột ngọt, bột nêm, đường gì mình cứ mần tới là mình đi du lịch cái sớm là cái chắc. Quý vị đồng ý không? Cho nên cái vấn đề mà phóng sanh để làm chi, mình phải biết một cách thông minh. Kể lại cho đại chúng nắm ý này. Phóng sanh á, ví dụ mình đi đâu mình gặp những con thú nó bắt, những con chim, con rùa nó người ta bắt á, mà mình khởi cái tâm từ bi, nếu mà mình thương người thương vật á, khởi tâm từ bi là mình có bao nhiêu tiền là mình mua liền, mình mua cái mình chú nguyện liền. Mình nói là chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, bản thân mình cũng cầu nguyện cho chúng sinh. Trong có người không thông minh á, không biết cô Dư Thí có làm này chưa, có người không thông minh á, mua xong rồi á, từ đó cả nhiều cây số nhiều mai gì đó sách về chùa rồi bắt đầu bơi phóng sanh. Phóng sanh chỗ đó là mấy con vật, mấy con chim, mấy con rùa nó ngáp ngáp rồi, nó không có đúng. Cho nên bản thân mình á, phát tâm mình mua rồi cái mình chú nguyện liền. Bởi vì á, mình cũng là một trong bốn chúng là Sangha đó, là người cư sĩ nam, người cư sĩ nữ, người tại gia nam, người tại gia nữ. Người cư sĩ nam, người cư sĩ nữ, người xuất gia nam, người xuất gia nữ được gọi là Sangha. Đại chúng nhớ nha, mai mốt người ta hỏi là Phật, Pháp, Tăng thì mình đã học hiểu rồi. Phật là Đức Phật, là người giác ngộ viên mãn. Pháp là chánh pháp, là lời dạy của Đức Phật. Và Tăng là gồm bốn chúng, là bốn cái hàng người mình vừa nhắc, là người xuất gia nam, người xuất gia nữ, hay là tu nam tu nữ nói theo Nam Tông Nam truyền đó, rồi người cư sĩ nam, người cư sĩ nữ, mà nó đẹp hơn nữa là người con trai lành, người con gái lành của Đức Phật, gọi là Sangha nha. Thì lúc đó mình mua chúng sinh cái là mình cầu nguyện liền, mình nói là xuất sinh quy Phật, xuất sinh quy Pháp, xuất sinh quy Tăng, xuất sinh quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời người quý vật. Quý vị chọc những cái câu nguyện đó ra thì xuất sanh vừa xong 5 phút là quý vị thả liền, là con rùa nó được nước nó sống, con chim nó không ở trong lòng cho nên nó bay trên không gian thoải mái. Còn có người mua rồi đem từ ở đó gần gần không nói gì thiệt là xa đem về chùa, thì trong cái đoạn đường đi về tới nơi á, con chim á nó nằm trong lòng á, nhất là mùa nắng nữa nó khát nước. Thứ hai nữa là tới chừng đó cái nó mệt không rồi, bây giờ ông thầy ông làm chú nguyện sư cô, như cô Viên Bảo làm chú nguyện phóng sanh đó, cái con chim thả ra cái nó đứng nó dòm, nó nói nhà sư làm em thích quá, em không bay mà em ngồi đó. Cái mấy con mèo nó đi đâu ngang đó nó dớt liền. Cho nên quý vị phải thông minh, mình mua xong cái là mình thả liền, mình chú nguyện thả liền, chứ đừng có đem về tới chùa nó xa quá, gần thì được mà xa quá đừng có làm.
bản thân mình cứ nguyện vẫn được mà. Quý vị nhớ nha, đó là cái điều thứ nhất. Và cái điểm nữa là quý vị thông minh, cái phong sanh là mình mua mình phong sanh liền. Nhớ cái điều này cho thầy, đừng bao giờ dùng cả ngàn đô, triệu tiền Việt, rồi cái mình đặt hàng, mình nói là thứ hai tuần sau đặt cho tôi 100 con rùa. Bây giờ bình thường nó có, người ta có 2 con rùa, 5 con rùa mình mua thôi. Bây giờ mình đặt 100 con rùa thì họ phải đi bắt rùa. Quý vị thấy đúng không? Bây giờ thầy kể một câu chuyện rất là thật. Ở bên Seattle đó, lúc đó có cái nhà đó, tháng nào cũng phóng sanh rùa. Nói là, thưa thầy, nghe con coi băng đó, con nghe mấy vị ta giảng đó, nói là phóng sanh được tuổi thọ tăng trưởng. Cho nên gia đình con tháng nào cũng bỏ 1.000 hết á. Trời mô Phật, kiểu này chắc thầy nghe vậy á, thầy nói 10 năm, quên, tháng nào cũng bỏ 100 chứ, là một năm cả 1.000 rồi, mà 10 năm là bao nhiêu ngàn rồi, không biết gì ha. Rất là làm nhiều cái việc rất là ý nghĩa, mà cái đây á, tháng nào gia đình con cũng bỏ 100 hết á, mua rùa. Lần thứ nhất á, mua có 5 con, tụi con khuyến khích mấy đứa con, đứa cháu á, đứa con nữa. Gia đình con tháng nào cũng thả ít nhất là 50 con rùa. Rồi thầy mà hỏi chứ, trời phong sanh vậy quý lắm, tốt lắm. Nhưng mà hỏi chứ, vậy cái số rùa ở đâu mà có mà quý vị thả? Thưa thầy, gia đình con rất là thông minh. Con đặt thưa thầy, con đặt cho cái người đó đi bắt rùa. Đặt cho họ mới có 50 con rùa chứ, còn làm gì có 50. Bởi vì mình có đặt người ta mới bắt. Thì cuối cùng do ai? Do mình tạo cái nghiệp, mình là tạo cái nghiệp gián tiếp cho họ, họ đi bắt rùa. Quý vị thấy không? Không có thông minh tí nào hết á. Thì cuối cùng mình không khéo nào mình tạo cái nghiệp sát sanh cho họ. Bản thân là mình là chủ. Cho nên nãy cái câu mà nãy cô đại chúng mình học mình thấy á, đừng có một cái tâm niệm giết hại chúng sinh. Một cái tâm niệm nha quý vị. Mà mình có cái tâm niệm đó thì mình khởi cái tâm niệm ra, mà tâm niệm bất lành đó, mình mới đưa tiền cho họ, rồi mình đặt hàng, tức là đặt rùa, họ mới bắt rùa. Đó là tổn phước. Sát sanh, phóng sanh như vậy cuối cùng đó, ngược lại mình là người sát sanh. Thầy em tới đó thầy hỏi rồi gia đình đó, mới nói thật, nói tháng nào gia đình con cũng làm bắt đặt hàng ít nhất là 50 con rùa. Rồi cái nói sao nữa, rồi cái con tụi con mới mua rùa con bỏ xuống hồ đó, rồi cái người mà bán đó người ta để ý, bởi vì người ta yêu cầu á là mấy vị mà thả rùa là không được đi em đi đâu, mấy vị chỉ thả xuống hồ này thôi, chứ mà mấy vị mà đem đi chỗ khác là không có được, không cho phép, cái môi trường không cho phép, quý vị thả coi chừng là ô nhiễm môi trường người ta bắt liền. Cuối cùng nữa thả xuống hồ đó, gia đình đi về tháng sau cái họ lấy lưới họ vớt lại họ bán nữa, cuối cùng tạo công ăn việc làm cho họ. Đó quý vị thân, cho nên cuối cùng phóng sanh như vậy ngược lại là mình là tạo nghiệp, tạo cái nghiệp sát sanh, vừa là gián tiếp vừa là trực tiếp. Do đó Đức Phật dạy là người con Phật phải thông minh chỗ này, đừng có một cái tâm niệm sát sanh. Quý vị nhớ câu tâm niệm nha quý vị ha. Rồi cuối cùng mình tưởng đâu là tháng nào mình cũng phóng sanh, cuối cùng là mình là tạo nghiệp nghiệp là sát sanh. Rồi cuối cùng đó chưa nói vấn đề mà thỉnh thoảng ở Việt Nam đó, ba mẹ mình mất ở bên Mỹ này, nhưng mà nhiều khi ở Việt Nam có người thân ở bên Việt Nam, nhiều khi mình nghe nói là phóng sanh cho ba mẹ mình nhẹ bất tội. Do đó có người ở bên này bỏ tiền ra 5.000, 10.000. Không biết mấy Phật tử, quý Phật tử mình có nghe cái đâu. Bỏ 50.000, bỏ tiền ở bên Việt Nam rồi bên đó mới mua cá, rồi cá lớn lớn mà mua quá chừng cá. Bây giờ sao? Ví dụ 100 đô thì họ có thể có mình mua liền. Còn bây giờ mua 5.000 đô, 10.000 đô, bao nhiêu triệu Việt Nam rồi. Vì cuối cùng họ là người đi bắt cá, bắt chim. Cuối cùng mình tưởng đâu là mình làm cái việc phóng sanh là để mà mình thấy là mình rải cái tâm từ, mình thấy mình nhẹ. Nhưng mà cuối cùng mình là cái người gián tiếp hoặc là trực tiếp
mình giết hại chúng sinh. Bây giờ mình họ tiền nhiều quá, cá nhiều quá thì họ phải đi bắt thôi, bắt cá này, bắt chim này, rồi cuối cùng mình tưởng thả bao nhiêu đó là mình thấy cái việc làm mình nó khỏe, nó an lạc, cuối cùng không khác nào là mình tạo cho họ giết hại chúng sinh. Cho nên nó phóng sanh cái kiểu đó mà phóng sanh không có thông minh thì cuối cùng mình là người tạo cái nghiệp sát. Từ nay về sau nếu mà ai có tiền nhiều mà muốn làm từ thiện thì thay vì mình làm như vậy đó thì gặp đâu gặp những con tôm, con cá, con rùa, con chim thì mình chú nguyện. Còn nếu mà số tiền nhiều đó, dành số tiền đó mình đi làm từ thiện, đi tới cô nhi viện như cô Diệu Thúy đã từng làm thì rất là hay, đi tới những nhà nuôi dạy trẻ, hoặc là mình giúp cho những sinh viên nghèo hiếu học, hoặc là quý thầy quý sư cô đang học trong học viện, đang học trong tu viện, mình muốn giúp cho những cái chùa mà đông người đó, mình cúng dường thay vì 10 ngàn thì mình trích ra thì mình cúng dường nó có phước hơn, mình giúp cho mình cứu cái người sống nó có phước hơn. Quý vị thấy không? Còn đây mà mình đem tiền quá chừng chừng rồi cuối cùng mình tưởng đâu làm cái việc đó là mình tưởng đâu mình rải tâm từ đến nhiều phương, nó không có đúng, không có phù hợp với lời Phật dạy. Do nên là nãy sư cô Viên Bảo với anh Tâm Phương đọc cái bài rải tâm từ đến nhiều phương đó rất là hay ha. Cầu nguyện cho con được an lành, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu nguyện cho con thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, khổ đau. Cầu nguyện cho con và cho chúng sanh ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, Đông Nam, Đông Tây, Đông Bắc, bên trái, bên phải, trước, xung quanh, vân vân, được an bình, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Rất là hay. Mỗi hàng ngày mà đại chúng tụng cái bài kinh từ bi này là quý vị rất là vui, rất là an lạc. Rồi, như vậy cái điều đó nó có liên quan vấn đề mà phóng sanh đó nha đại chúng. Mình học vấn đề đạo đức rồi đã đành rồi, nhưng mà vấn đề sức khỏe, rồi vấn đề từ bi, rồi mình học mình biết được. Và cuối cùng thầy cũng nói câu chuyện ngắn nữa, cô Diệu Thúy có nghe câu chuyện này nhưng mà thầy kể lại cho những ai chưa nghe được hiểu thêm. Ở bên Bồ Đề Đậu Tràng đó, quý vị biết không, là ở đó cái tuần lễ thứ bảy á là có cái tượng Phật và có 7 con rắn chúa, là tượng trưng cho 7 yếu tố giác ngộ. Thật ra đạo Phật nó cái nghĩa biểu tượng rất là nhiều. Cái tuần lễ đó thì có một cái hồ nước rất là lớn, biết sư cô Viên Bảo có đi Ấn Độ chưa, thì có cái hồ nước rất là lớn, thì hầu như là cá lớn không à, cá cỡ bắt cầm tay của mình sống ở dưới đó rất là nhiều. Còn Phật tử mình nghe nói là phóng sanh để tu thọ mình tăng trưởng, rồi việc làm mình nói là rải tâm từ mình rất là nhẹ nhàng. Rồi cuối cùng phái đoàn hành hương ở bên Mỹ, ở bên châu Úc, bên châu Âu, đi qua Ấn Độ mà không muốn làm từ thiện ở nơi khác, nhưng mà muốn làm từ thiện ngay chỗ Bồ Đề Đậu Tràng. Bằng làm sao? Gửi cả ngàn đô, bắt đầu mua cá. Mua cá thì quý vị biết sao? Ấn Độ thì quý vị nhớ là 85% không có ăn mặn, không có giết hại chúng sanh. Người Ấn Độ đó, đạo Hindu á, không có giết hại, không bắt cá, bắt tôm. Họ không bắt cá với bắt chim, bắt rùa. Bây giờ sao? Gửi ngàn thì phải đoàn á. Ví dụ, thầy nói ví dụ nha. Anh Tâm Phương á, anh đi bình thường, anh hồi giờ muốn đi Ấn Độ mà hôm nay anh đi á, thì bây giờ sao? Cái người bạn của anh á nói thôi anh làm cái việc cho tôi phóng sanh 1.000 đi. Tôi cũng là tôi biếu riêng cá nhân anh á 500 nha. Cái phần này của tôi thôi, tôi cho anh á, anh muốn làm gì làm. Bây giờ anh nhận 500 mà anh qua đó mà anh không làm, anh không chụp hình ảnh lại, người ta nói anh thấy không? Cho nên vì cái tình, vì cái người bạn, cho nên chuyến đường đi hành hương qua Ấn Độ, cuối cùng sao tới Bồ Đề Đậu Tràng á, thì còn tuần nữa là tới ngày đó là mình có mặt ở Bồ Đề Đậu Tràng. Bây giờ nhờ thầy trưởng đoàn, nhờ thầy trường sĩ đi, thầy bây giờ làm sao, thầy mới nói cái người mà tour guide của người Ấn Độ đó phải đặt 1.000 con cá. Mà 1.000 con cá là cá mười mấy thùng cá lận, mà cá muốn mà mấy người còn dặn nữa chứ, thầy đừng có đặt con cá lớn nha, bởi vì 1.000 đô mà cá lớn, thầy nói ví dụ thì nó có 1.000 con đi, bây giờ thầy đặt cá nhỏ cho con là 10.000 con thì 10.000 đô ví dụ vậy. Bây giờ sao thì thầy cái người mà nhận tiền phải làm
Thì khi mà làm á, rồi bắt đầu phải có hình ảnh, thì cuối cùng á mới mua 1.000 con cá, 1.000 đô, rồi bắt đầu làm mấy thùng cá gì đó, bắt đầu cái tới Bồ Đề Đậu Tràng. Thì trong cái điểm dừng chân đó thì tụng kinh cầu nguyện lại Phật xong rồi đó, thì ra cái hồ cá đó chú nguyện, rồi bắt đầu làm cái lễ phóng sanh. Thì quý thầy cũng theo cái nghi thức đó làm, nhưng mà quý vị đó vừa chú nguyện xong đó, người Ấn Độ ta đem cái thùng cá tới chú nguyện xong, cái lấy những con cá nhỏ đó trút xuống cái hồ đó, vừa trút xuống đó mấy con cá lớn nói anh hai làm hay quá, mấy con cá là cái mấy món đồ của em, cho nên em vớt hết mấy con cá nhỏ. Cá lớn nó ăn cá nhỏ, rồi cuối cùng sao? Bây giờ tạo cái nghiệp sát sanh là mình đặt hàng là cái người đi bắt cá, là cái nghiệp gián tiếp, nghiệp sát sanh. Bây giờ bỏ xuống hồ cá là cái nghiệp thứ hai nữa. Rồi cuối cùng mình là cái người tạo cái nghiệp sát sanh. Rồi tưởng đâu mình phóng sanh như vậy mình mới có phước, nhưng không phải. Cuối cùng thả xuống cái hồ rồi cá lớn nó ăn cá nhỏ, cho nên mình tạo nghiệp ác. Mình tưởng đâu làm phóng sanh, mình tưởng như vậy là mình thấy. Chứ bây giờ thả đâu, ở đâu không có cái nước, muốn sạch nước đó là phải đi ra con sông ít nhất là phải 10 cây số. Cuối cùng không có, rồi thả xuống hồ đó, cá lớn ăn cá nhỏ, rồi cuối cùng rồi chụp ảnh chụp hình, rồi cái mấy thầy mới nói chứ, rồi Nam Mô Phật, làm cái chuyện này là không đúng pháp rồi. Bởi vì mình thả xuống mình tưởng mấy con cá nó sống, rồi cuối cùng mấy con cá lớn ăn cá nhỏ rồi tạo cái nghiệp sát nữa, rồi chụp hình rồi về đưa lại cái người đó là vui lắm, nhưng mà họ mà không giải thích cho họ, cuối cùng đó là mình tạo cái nghiệp sát sanh. À, thì cái câu chuyện này nó liên quan về cái vấn đề phóng sanh, rồi vấn đề tốt nhất cái việc phóng sanh á là quý ông với ngài cái dạy là bắt người ăn chay là cái phóng sanh rất là hay. Bởi qua ăn chay có sức khỏe, ăn chay có lòng từ bi thì hay nhất. Còn cái số tiền mà muốn làm á thì mình dành làm giúp cho những gia đình nghèo khổ, những sinh viên nghèo, thì cái điều đó nó rất là hay. Thì cái câu hỏi nãy mà mình đọc á, mình hiểu á, thì cái lễ Phật đản đặc biệt là cái gì, thì quý vị nhớ cái yếu tố là cái tâm từ bi, thứ hai là không có giết hại những con vật, thứ ba là cái điều đạo đức thứ nhất là không tự giết mình, không bảo người giết và không thấy người giết mà vui theo. Đó là mấy cái yếu tố, mấy cái điểm đặc thù đó. Thì nếu mà ra thi, nếu mà ra cái đề tài mà nói về đặc điểm trong cái ngày lễ hội Phật giáo, thì quý vị nhớ và quý vị biên cho đầy đủ cái gì, chứ 90 phút mà quý vị làm trọn vẹn là cái 100 điểm là cái chắc rồi đó. Rất là hay. Thì cô Viên Bảo nhớ mai mốt trả lời cho Hòa Thượng Phước Tỉnh nha. Trả lời mà ngon lành đó là Hòa Thượng cho 100 điểm là cái chắc. Rất là hay nha. Rồi bây giờ tiếp học một xíu nữa để cho cái câu số 8 này cho nó hết nha. Đó, quý vị thấy cái câu cuối không? Cái chúng ta phát nguyện nha. Cái suốt cái mùa lễ Phật đản á, cái mùa đại lễ Phật đản á và những cái lễ hội khác của Phật giáo, chúng ta phát nguyện ăn chay một tuần, một tháng và một năm, đó là cái việc làm rất là ý nghĩa. Rồi, that is the best way for the Buddha children, the Buddha student, the Buddha follower, the Buddha disciple to relieve animal. Besides the above mentioned things, we can participate in a practical activity such as helping needy family, student, studying well nha quý vị ha, and supporting student monk and non studying at home and abroad, etc. Thì đó là một cái cách tốt nhất, best way là cái cách tốt nhất của cái người con Phật, Buddha children hay là Buddha follower, là những người đệ tử của Đức Phật, là phóng sanh. Như vậy chúng ta thấy là cái phóng sanh tốt nhất là ăn chay niệm Phật, ăn chay và nuôi dưỡng sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, đó là cái cách tốt nhất. Bên cạnh những cái điều mà vừa đề cập ở trên á, thì chúng ta tham gia những cái việc làm thiết thực hơn nha. Những cái việc làm thiết thực là gì? Như là giúp cái gia đình nghèo khổ, gia đình nghèo đó nha quý vị ha. Needy family là gia đình nghèo, chứ không phải poor family. Poor là gia đình khổ, nghèo, rồi sinh viên nghèo mà hiếu học, studying well, chứ không phải gia đình sinh viên nghèo mà làm biếng, gia đình nghèo mà không chịu học, sinh viên nghèo mà học dở là không có giúp.
mà sinh viên nghèo mà hiếu học và giúp cho những tăng ni, sinh viên tăng á, tăng ni sinh, tức là student monk and nun là tăng ni sinh nha, tăng ni sinh học ở trong nước và ở nước ngoài vân vân. Quý vị thấy không? Thì cái đoạn này nhắc cho chúng ta thì cái điều tốt nhất là chúng ta có tiền, chúng ta dành lại, chúng ta bỏ cái bụng bỉnh, bỏ một cái số cố định nào đó, thì hàng tháng, một quý hoặc là nửa năm hoặc là một năm, chúng ta có thể làm giúp cho những gia đình nghèo khổ, những cô đi nhi viện, những cái sinh viên nghèo, và đặc biệt là giúp cho quý thầy, quý sư cô tăng ni sinh để tạo cái phước. Đó là cái việc làm rất hay. Thì thỉnh thoảng thầy cũng để dành một xíu giúp cho những cái trường trung học Phật giáo đó, hay là những cái trường đại học, mình cũng dành xíu để mình tạo cái phước. Hồi xưa mình cũng là từng là nhiều quý thầy từng là sinh viên, tăng ni sinh viên, thì bây giờ mình cũng cố gắng làm vậy để nó tạo cái phước hơn. Thì mình học ở đây mình biết rồi, đó là cái đoạn này, cái ý gì đó. Bây giờ tiếp nha. Rồi, như vậy cái câu số 9 mình sẽ học lần sau. Thì hôm nay mình học cái câu số 8 thôi, question thôi. Thì chúng ta học và chúng ta hiểu rõ vấn đề lời dạy của Đức Phật, nó có liên quan về cái đời sống hàng ngày. Mà khi mà mình học rồi, mình hiểu được, mình ứng dụng cho nó thích hợp, thì lúc đó mình đem lại cái đời sống cho nó phù hợp với cái đời sống hàng ngày. Chứ còn nếu mà mình không có nắm vững, không có hiểu rõ, thì lúc đó mình làm phước mà cuối cùng mình không phải làm phước, mình làm thiện mà cuối cùng mình ngược lại cái làm thiện. Thì cái câu hỏi như nãy thầy nói đó là: thưa thầy, nhân cái mùa Phật đản á, nhiều Phật tử phát tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sanh ăn chay, làm từ thiện bố thí và cúng dường, xin thầy chỉ dạy cho chúng con nên đứng đón mừng Phật đản như thế nào để không chỉ hội đủ những yếu tố tôn giáo và tín ngưỡng thông thường mà còn mang cái ý nghĩa văn hóa tâm linh toàn cầu, nghĩa là làm tương ưng với chí nguyện giác ngộ, hay nói rõ hơn là Bồ Đề Tâm. Đó là cái câu chúng ta vừa học và vừa nắm được cái ý đó. Thì cái câu số 8, câu hỏi và câu trả lời chúng ta đã học rồi. Bây giờ mời đại chúng, trước khi mà chúng ta thảo luận, mời đại chúng uống nước cho nó thấm giọng. Dạ. Rồi, cái câu đó, câu 8 chúng ta vừa học, câu hỏi, câu trả lời nha. Bây giờ mời đại chúng chúng ta thảo luận. Giờ này là giờ thảo luận. Chúng ta học cái gì hôm nay? Bữa nay chỉ nói tiếng Việt thôi. Ai có giỏi thì nói thêm tiếng Hindi nữa cho bà con ngán chơi. Rồi, mời hôm nay thầy mời cô Dư Thành. Cô muốn nói tiếng Mỹ cũng được, không sao. Mời cô Từ Bi Lạc trước nhé. Rồi cô Từ Bi Lạc trả lời cho anh Hy Lạc. Anh hôm nay anh nghỉ mà anh nghe anh cũng ngán. Dạ, mời cô Từ Bi Lạc nha. Mở microphone ra. Cái hình camera của cô Anh Minh, sư cô Anh Minh nó mờ quá. Dạ, con thưa thầy. Qua bài học hôm nay, con học được là ngày lễ Phật đản thì cái đặc điểm hay nhất của Phật giáo là mấy ngày lễ quan trọng, ngày lễ Phật đản, các ngày lễ hội khác thì không có giết hại mấy con vật. Trong khi đó những tôn giáo khác thì ngày lễ họ ăn mừng bằng bao nhiêu là con gà tây, bao nhiêu là con vật này vật kia để mà ăn mừng, nhưng mà bên Phật giáo thì không có điều đó. Và Đức Phật dạy cái điều đạo đức nhất là Đức Phật dạy rất là rõ là không có tự mình giết hại chúng sinh, mà không có bảo người giết chúng sinh, và không có thấy người giết chúng sinh mà mình vui mừng. À, cái nữa là à,
cô từ Vi Lạc bữa nay nói tiếng Việt cho nên cô nói nhiều ý hay ạ. Mời đi. Cái cách tốt nhất là mình ăn chay niệm Phật thôi, chứ cái vấn đề mà phóng sinh thì con thấy thầy giảng rất là rõ. Phóng sinh mà không có thông minh như thầy vừa nói thì vô tình là làm hại cho người ta, hại chúng sinh thêm thôi. Ví dụ như mình muốn phóng sinh cái mình nhờ người ta phải đặt người ta phải đi bắt những cái con vật đó để mà bán lại cho mình, rồi mình đem đi thả. Thí dụ như cá đi, đặt người ta một thùng cá thì cá ở đâu mà nhiều thì người ta phải lo, người ta đi bắt người ta mới bán cho mình đó. Thì vô tình là mình tạo cho người ta phải đi bắt những con cá đó để bán cho mình, rồi mình đem mình thả, thì có phải là mình vô tình hại rằng người ta phải làm hại chúng sinh như thầy vừa giảng. Con nắm được mấy cái điều đó thì tốt nhất mà muốn phóng sinh á, thì mình tự mình ăn chay, mình tự mình niệm Phật, chứ mình đừng có mà mua cá, mua rùa, mua chim, nhất là bắt chim phải làm cho người ta phải đi bắt chim, rồi người ta đi bán cho mình, rồi mình đi phóng sinh ra, đi nói là phóng sinh, cái đó không có hay thầy. Rồi cô Tiêu Bi Lạc chia sẻ rất là phù hợp. Và hơn nữa cũng nhớ một điều nữa là tốt nhất là phát nguyện ăn chay để mà mình giữ gìn sức khỏe, và đó là cái việc làm nói lên cái vấn đề mà phóng sanh rồi. Và bên cạnh đó, nhớ là những cái số tiền mà làm việc mà phóng sanh á, mình thay vì mình đi mua thì mình để dành, mình làm cái từ thiện giúp gia đình nghèo, sinh viên nghèo, những quý thầy, quý sư cô đang tu học trong trường Phật học, thì nói thêm cái ý được, bà con hiểu thêm. Mặc dầu mình không phóng sanh nhưng mình còn tiền, còn tiền làm cái gì, thì lúc đó mình làm những cái việc cái ý nghĩa để tạo cái phước nha. Rồi cảm ơn cô Tiêu Bi Lạc nhiều. Thì bây giờ anh Tâm Phương, thầy mời anh Tâm Phương, anh nói thật, hồi giờ anh có bỏ tiền, nhiều tiền đô để đặt cá rùa cho đại chúng để đi mua này kia để làm cái việc đó không? Còn nếu mà anh có, anh cứ nói thật để cô Tiêu Bi Lạc có hiểu ý thêm. Dạ, mời anh. A Di Đà Phật. Thì mấy cái ngày lễ Phật đản thì bên đây thì con vẫn bình thường, vẫn đi chùa, nhưng mà phóng sanh thì con chưa có phóng sanh ở Mỹ, mà con thì có cái nghiệp cũng tạo ra cái nghiệp mua cá về nuôi cá, rồi cá thường thường thì mình nuôi mình không thay nước thì cũng bị chết hoài, mà con lại thích nuôi cá thì con nghĩ là cái nghiệp của con còn hơi nặng. Còn vấn đề mà phóng sanh ở bên Cali thì con có phóng sanh, thì con cũng đi mấy cái chợ người miền, con có mua rùa, thì cũng lên mấy cái hồ của mấy cái công viên để con thả rùa. Mà không may thì con bị security của mấy cái bạc nó bắt, nó chụp hình, nó thấy con thả rùa xuống cái hồ nước mà nó có cái bơm nước á, thì nó nói gì, nó đưa con ra tòa, nó đòi phạt con tới 5,000 mà đưa ra tòa. Thì con năn nỉ đó, nó không chịu. Thì giờ con chỉ cầu nguyện, con lúc đó con giái chú Đại Bi, thì cũng khoảng con giái chú Đại Bi một hồi thì tự động nó tha. Thì con mừng quá thôi, từ đó tới giờ là con không dám thả rùa nữa. Đó là cái chuyện xảy ra 20 năm tại Cali. Rồi còn về Texas này thì con chưa có nghĩ tới vấn đề mà phóng sanh, tại vì ở đây không có chim, không có rùa, không có cá, cho nên mà con nghĩ tới cái vụ xảy ra tại Cali và con không dám. A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn anh Tâm Phương nói rất là thật, và đại chúng học thêm cái ý đó nữa. Nhưng mà anh nói hai ý thầy cũng chia sẻ, anh nói là mặc dầu không phóng sanh nhưng mà bản thân anh nuôi cá mà không thay nước cá để cá nó đi du lịch, cho nên bây giờ thay vì anh nuôi vậy đó, mình nói theo cái nhân quả đó,
mình nhốt cá, nó là đời sống tự do, cho nên mình nó sống thiên nhiên, mình nhốt nó vậy, mai mốt ví dụ mình nói ví dụ thôi, mình đặt ngược lại có mấy đứa nhỏ nó học Phật pháp, nó hỏi lại nói gì, chú Tam Phương hoan hỷ, mai mốt chú đang ở trong nhà, rồi chú tụi con có cái duyên lành rào một cái khung đó cho chú ở trong đó, rồi cho trái cây ăn mệt nghỉ luôn, không cho ra ngoài, mà nhớ bữa nào quên đem trái cây anh có còn sống không, chú còn sống không. Nó hỏi là lúc đó trả lời không được là nó dớt liền á. Thì nói chung thì mình học rồi mình biết, thay vì hồi giờ mình có cái thú nuôi cá, bây giờ mình biết rồi á, mình tốt nhất là thôi khỏi nuôi, bởi vì nuôi phải chăm sóc, nuôi phải cho nó ăn, bữa nào mình quên cho nó ăn rồi quên thay nước rồi nó sẽ mất, nên tốt nhất là thôi khỏi, dành cái số tiền mà cái công việc vậy đó mình làm cái việc có ý nghĩa hơn, đó là cái việc làm. Và hơn nữa anh kể một cái câu chuyện rất thật, ở Việt Nam á, thì cái môi trường mình làm sao cũng được, nhưng mà ở Hoa Kỳ không phải là lúc nào mình cũng thả được con cá, con tôm, con rùa đâu, con chim đâu. Mình thả và ngay cái vấn đề cho ăn nữa, mà không khéo á, cái người mà bảo hộ con vật hay là cái hồ đó, họ bắt được là họ phạt mình như anh Tâm Phương đó. Nó phạt á, thay vì anh mua có 50 đồng mà bây giờ nó phạt 5.000. Hồi đó mà thầy mà nghe cái việc đó mà cách đây 20 năm thầy nghe anh á, thầy xin chừng 2.000 thôi. Phạt 5.000 mà sao lúc đó anh cũng niệm chú Đại Bi cũng hay á chứ, cũng là cái phước duyên nó qua. Chứ còn nếu mà nó phạt 5.000 là mình cũng phải chịu thôi đó. Cho nên đó, cái việc làm đó, từ cái việc nhỏ, nhất là cái văn hóa ở cái trú xứ, ở quốc gia nữa, mình phải biết được cái môi trường. Cho nên đó, không phải là mình nghĩ mình làm cái việc đó là mình nghĩ là mình phóng sanh và cái môi trường đó không phù hợp. Cho nên tốt nhất đó là mình không có nên làm vậy. Mình đi đâu mà gặp những ai mà giăng bẫy nhốt này kia thì mình mua mình thả. Nhưng mà riêng ở Hoa Kỳ mình cũng phải rõ vấn đề đó. Tới đó mà mình thấy mình bắt con rùa, con gì đó mà mình thả xuống cái môi trường đó, là nhiều khi á, cái người bảo hộ đó là phạt mình nhiều á. Anh Tâm Phương nói rất là hay. Thầy có gặp một cái trường hợp mà ở bên lúc mà thầy ở Seattle á, thì cái người mà lấy đồ ăn á, cho chim á, cái người bảo hộ chim á, người ta phạt cái người đó cả ngàn đô á. Cuối cùng á, lần đầu tiên cho nên mấy ông tha tôi. Nói lần đầu tiên cũng như lần cuối không được làm gì nha. Chứ không phải mình thấy mình cho ăn á, là mình thấy là mình rải cái tâm từ đến con thú, không phải đâu. Mình đừng có làm vậy, cho nên nó không có thích hợp. Thì anh kể câu chuyện đó rất là thật, cho nên cũng cảm ơn anh. Anh nói bằng cái tâm niệm thật, để anh chị mà mình sống cái văn hóa ở địa phương, nhất là Hoa Kỳ, mình có phóng sanh cái kiểu đó. Thì hơn nữa là, cho nên nãy thầy nói rất là hay không? Bởi vì cái gia đình á, cái gia đình đó mà họ mua cả 50 con rùa rồi đó, cái người mà bán rùa họ dặn cái vị thả rùa ở trong cái hồ này thôi, mà thả ở nơi khác là phạt liền. Gia đình bây giờ làm sao, đã hứa con cái hàng tháng làm vậy rồi, bây giờ họ theo cái lời hứa thôi. Nhưng mà khi mà gặp thầy, thầy giải thích, họ nói chứ quý vị làm vậy cũng hay một phần, nhưng mà nó không hay lắm, nó không có đúng với Phật pháp. Nên dành số tiền đó, thay vì quý vị mua rùa 50 con thì quý vị mua 50 phần quà đó thầy, mỗi tháng quý vị cúng dường cho trường hạ, cho nơi tu tập, cho những gia đình nghèo khổ, cho sinh viên nghèo, nó phước hơn. Và cuối cùng họ làm đó quý vị đó. Thì anh may bữa đó sau tới giờ này anh không phạt, nhờ cái vố đó cho nên qua bên cái xịt này anh không có làm, đó là một cái phước lành rất là hay. Nhưng mà còn cái vấn đề mà nhốt cá thì chỗ đó anh coi lại. Dạ, đừng có mua cá thức ăn rồi thay nấu cá này kia, nó mất thời gian và nó phù hợp với cái đời sống của mình. Mình cũng phải, mình nó có tự do, mình cũng có tự do, mà mình cũng có tự do, cho nên mình cố gắng chứ mà nhốt nó mất cái tự do của nó. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Bây giờ mời cô Dự Thành. Hôm nay cô học cái bài này, cô có cái điểm nào cô nói tiếng Việt, tiếng Mỹ cũng không sao, cô tùy vị lạc không ngát. Dạ, mời cô nha, cô mở microphone ra. Dạ, được rồi đó. Thầy, lúc con về Việt Nam 2019, em trai với lại em dâu chở ra chợ Phú Nhuận, bị nhà ngay Phú Nhuận.
mua hết cá, mấy thùng cá. Rồi cái bốn ông đổ cá vô cái thùng bằng nhựa, cột hai bên cái chỗ ngồi phía sau xe Honda, chạy vô chùa Hoa Sen ở Củ Chi và dắt pháp trì với thằng em con là ngày tụng để phóng sanh cho ba má con. Rồi mới đổ vô trong cái thao đó, tụng kinh xong rồi mới thả, vì có cái sông, có đào cái sông để cho đi ra ngoài để trời mưa có nước. Lúc tụng xong rồi á, lúc em chở con đi về nhà Phú Nhuận trở lại, con thấy bốn cái ông xe Honda ông ngồi ngay cái con sông đó, ngay trước cửa chùa đó có cái lưới, ông bắt hết cá bỏ vô thùng trở lại đem về bán lại. Trời ơi, con làm con thấy mà con không dám nói em trai em dâu, tại vì ở Việt Nam con ở Mỹ con không dám nói. Nhưng mà con ao ước á, cái số tiền mấy chục triệu, mấy cả trăm triệu đó khoe nên giúp những người canh lên biên hòa. Mấy đứa em vừa canh vừa đuôi, rồi những em bị tàn tật sức mẻ, cùi tay chân không đủ cho mấy em đó, còn hơn mua cá phóng sanh đâu. Thấy bốn ông ngồi bắt trở lại. Rồi con cũng đâu có biết, con vô chùa con cũng đâu có biết như thầy đâu, con mua chim bán tại chùa ngay tại Sài Gòn á, không biết cái chùa gì. Con mua chim xong thì mấy người bán nó thả con giòm lên, thì họ lấy lưới đèn họ trùm hết mấy cái thầy, họ bắt trở lại. Đó, thầy nói đúng. Vì con thấy về Việt Nam hai lần con sợ rồi, con không dám phóng sanh phóng gì nữa đâu. Tiền bên như thầy nói đi giúp cho mồ côi, đi giúp thẳng tốt hơn. Thầy cô Du Thành kể cũng rất là thật, rất là hay. Hay đó, thầy chấp nhận. Cái hay thứ nhất á, là việc làm bông xanh á, cái hay của mình á, là thầy đồng ý. Tức là mình đi đâu đó, mình gặp cá hay là rùa hay là con vật mà đang nhốt á, mình mua hết. Cái đó là cái hay thứ nhất. Bởi vì mình không có đặt, mình mua là mình thả, cái hay thứ nhất. Nhưng mà có cái không hay là con cái á, là khi á, mà mình có mua thì có người bắt. Nếu mình không mua là không có bắt. Hay như là cô mới nói mình đi tới cái chùa nào thấy cái người mà bán chim á, rồi mình cũng phát cái tâm mình mua chim. Nhưng mà mua đó rồi mình thả ra, cái là họ bắt lại. Như vậy là tạo công ăn việc làm cho họ. Và cái điểm nữa là quý vị biết không, nếu mà mình không mua là họ không bắt nữa. Quý vị để ý coi. Bởi vì mình mua rồi cái họ mới có công ăn việc làm, họ mới bắt. Có người mua họ mới bắt. Cho nên tạo công ăn việc làm, cuối cùng mình tưởng đâu mình thả, mình phóng sanh, nhưng mà ngược lại, đó là cái nghiệp gián tiếp sát sanh. Cho nên hai cái điều như cô nói, vừa cá vừa chim, thì cuối cùng nghĩ tưởng tới cái vấn đề tiền bạc mà để làm từ thiện. Thì nếu mà được mà làm từ thiện, nhưng mà mình cái tâm niệm lành của mình có đó, giúp cho những cái người thiếu cái mắt tai mũi lưỡi thân bỉ rất là hay. Thì qua cái câu chuyện Tâm Phương, anh Tâm Phương với cô Như Thành nói là hầu như là người Việt mình á, nói chung là hầu như là ai cũng nghĩ tưởng cái vấn đề đó, tưởng đâu là lợi ích chứ mà không phải. Mà hiểu được Phật không, mình dành số tiền đó mình làm từ thiện và giúp cho những người khổ, người nghèo, người sinh viên là phù hợp hơn. Dạ, cô Dư Thành chia sẻ rất là nhớ là đừng có tạo công ăn việc làm là mình mua cá, mua chim, mình thả rồi cái họ ngồi sẵn họ chờ đó, họ bắt lại họ nói chứ chị hai làm cho em công ăn việc làm. Dạ rồi, cảm ơn cô Dư Thành. Bây giờ mời sư Viên Bảo nha. Cô Viên Bảo không biết họ giờ có đi làm mấy cái việc này chưa. Dạ, em mong cho Thích Ca Mâu Ni Phật con kính trên thầy, kính sư cô và quý Phật tử. Dạ, thân thân cái câu chuyện của hai vị là chú với cô thì chị của chú đó, là con cũng có kinh nghiệm chị của chú. Là ngày xưa ba con cũng nuôi cá,
mà ba con không có xuất hồ nước vậy, nên nước thôi rồi. Xong rồi mà ba con cứ biểu cho con đi đi ra chợ mua cái cải xà bắp cho cá ăn. Mà cứ thí dụ như ngày nào mà có cải rẻ đó thì tụi con mua nhiều, còn ngày nào mắc thì mua ít. Cứ vậy con nói sau này con nói ba thôi, ba thả đi bơi. Ba đừng nuôi cá nữa, ba nuôi vậy nó thứ nhất nó ở trong cái nước đây rồi. Thứ hai nữa là ba phải bỏ tiền ra mua mỗi ngày vậy đó. Xong rồi con nói riết rồi giờ ba con cũng thả mà cũng có cá bự bự. Cá bự bự mà. Nhưng mà may mắn là ba con không có tiếc. Thì con đem đi thả ở trên cái sông, con có cái chú chở đi. Thì lên cái cầu đó, cái cầu ngay bờ sông mà mỗi lần xe tới thì con phải canh xe, đừng có không có xe thì con mới thả được. Nhưng mà khi mà lạ lùng á, tụi con thấy không có xe, tụi con mới chạy lên để ngay trên cầu á, mới bắt đầu thả xuống. Thì tụi con vừa thả xong hết thì bắt đầu xe có lại. Đó là một chuyện. Và còn chuyện của con á, là khi mà thì tụi con ở núi Bửu Long á, người ta đến cái mùa đó người ta làm bông dễ sợ luôn. Thì mua chim xong rồi mấy người Phật tử lên người ta mua cái người ta thả. Thì mà khi mà con thấy mấy đứa nhỏ nó sắc lồng nhiều lắm, khi người ta mua thả xong thì con đi cái lễ nó xong về, thì qua ngày hôm sau coi báo á, thì con mang nói là mà người ta học hỏi ông đó, ông nói một ngày ông bán được 60 lồng, chỉ có một bầy chim đó thôi. Nó hỏi tại sao vậy, ông nói ông cho uống thuốc phiện, ông để nước thuốc phiện ở nhà ông á, cứ chim nó bay đi xong bay hết về nhà ông cái ông gom lại trong đêm đi tiếp. Thành ra một ngày ông bán được 60 lồng. Rồi còn cái chuyện của cô, con cũng nói con cũng đi thả hết, cái con đem mua chợ xong rồi con ra ngoài suối con đi thả. Thì lúc mà con thả xong á đó, cái con mới nhìn xuống thì con thấy có một cái cô đó cổ ngồi cổ hút. Là từ đó con không đi thả nữa. Dạ, rồi bắt đầu thầy đi giúp nghe mấy người với thầy nói con đi giúp. Dạ. Rồi, cảm ơn sư cô Nhân Bảo chia sẻ rất là hay. Mới buổi học thứ hai mà sư cô Nhân Bảo cũng thấm nhuần ha, rất là phù hợp. Thứ nhất là cũng nuôi cá, bao nuôi cá, nhưng mà với cái tâm niệm lành đó, khuyên khích ba đừng có nuôi cá nữa. Thứ nhất là làm cho con làm xiên, cho nên con phải đi mua rau quả cho cá nó ăn hoài, con làm xiên không có thời gian. Thứ hai là có thời gian là khuyên ba nó đừng có nuôi cá nữa, rất là phù hợp, ba đồng ý liền. Thì ba chịu phóng sanh liền, cho nên thả cá ra, từ đó mà mình có thời gian mình làm việc khác. Và đồng thời nữa là sư cô cũng chia sẻ cái ý rất là phù hợp, và mình làm cái việc gì mà nó có tính cách lợi mình, lợi người và số đông đó thì mình làm liền, rồi để dành tiền đó mình làm những việc giúp cho người nghèo, người khổ, những người khác là rất là hay, gia đình nghèo, những cái em sinh viên nghèo rất là phù hợp, và mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa hơn. Thì mình học cái hôm nay để mình nói, rồi những ai mà ta xem cái clip này á, người ta hiểu rồi, người ta biết cái việc cái phóng sanh nó thông minh hơn. Chứ còn mà mình không biết rồi, cái mình tưởng đâu mình bỏ tiền cho nhiều, rồi bản thân mình không làm, rồi mình đưa tiền cho người khác làm, mình nghĩ đó là mình làm việc thiện, nhưng mà cuối cùng là cái việc gián tiếp là sát hại chúng sanh, rất là trở ngại. Và xin chia sẻ rất là hay, và đại chúng đều đồng ý. Dạ, mời cô Dư Thí, không biết hồi giờ cô có thả rùa không? Hay là nghe nói là rùa thỉnh thoảng cô có thả, nhưng mà sư tử với cọp là cô không có phóng sanh được. Thì rất là hay. Mời cô nha. Dạ, thưa thầy, con có câu chuyện này. Con thì con lẽ là con chưa bao giờ con phóng sanh hết. Nhưng mà có một điều con muốn chia sẻ là con có biết một vị thầy ở gần đây đó. Thì thầy cũng khuyến khích đi phóng sanh những con cá. Thì nhưng mà thầy lại làm một cách như thế này, là cũng như là tới một cái bữa cá đó, cái chỗ mà người ta bán cá mà đi câu đó thầy đó, thì cái thầy đó mới ra cái chỗ đó mua cá. Thì ban đầu là chỉ mua chừng khoảng, con nghĩ chừng khoảng vài ba pound thôi.
Nhưng mà cái xong cái rồi khi từ vì quý Phật tử thấy thầy phóng sanh như vậy, rồi cái cũng thầy cũng khuyến khích đó, thành ra quý vị đưa tiền cho thầy để mà thầy mua cá, thì thầy mua cá đến cái độ mà nhiều quá đi đó, thành ra cái rồi cái thầy cũng đi thả nữa đó. Cái xong cái thầy mới kêu con á là tại vì tiền thí dụ 100 đồng mà mua ở đó thì chẳng hạn được 50 pound hay là 5 pound gì đó, thì nếu mà mua chỗ nào rẻ hơn á thì cái lượng cá nó lớn hơn, nó nhiều hơn. Thì thầy mới nói với con đó là cô Diệu Thúy à, cô coi trong internet á, coi cái chỗ nào mà nó bán cá mà rẻ thì cô mua cho thầy. Cái con mới nói với thầy, con nói thầy ơi, mình làm như vậy không có đúng đâu thầy, tại vì cái này cũng như là mình tạo cái nghề cho họ, mà cái nghề này cũng như là mình mua nhiều thì họ phải bán nhiều đó, thì họ phải đi bắt nhiều đó, thành ra thay vì thầy mua như vậy, thầy tới thầy nói cái ông đó đi, thầy nói là thôi ông đừng có bắt cá nữa, ông làm nghề khác đi đó, chứ còn đừng có làm cái nghề đó nữa. Cái thầy nói không, Phật tử người ta muốn cúng dường để phóng sanh. Cái con nói thầy tới thầy nói với bà mấy Phật tử đi, đừng có mua nữa, đừng có làm nữa thì người ta không bán được nữa, hoặc là người ta bán ít đi thì người ta sẽ không bán được nữa và người ta sẽ giải nghệ luôn, tại vì cái việc đó không tốt nữa, không có đủ sinh sống cho người ta nữa là người ta sẽ bỏ việc thầy. À, thì con nói với thầy, nói thôi thầy nói với Phật tử của thầy đi, đừng có cho tiền thầy nữa. À, xong rồi, nhưng mà bây giờ thầy vẫn làm cho thầy, cũng vẫn cứ đi thả cá như vậy đó. Rồi thì ông anh con là ông Hải đó thầy, cái thấy với thầy là cũng như là làm cái việc mới bắt đầu thì anh thấy là việc thả cá tốt quá, cái anh mới đưa cho thầy tiền để mà thầy cúng dường, để mà thầy mua cá. Cái con mới thấy anh đưa như vậy, con nói chứ anh Hải à, anh làm như vậy là anh vô tình anh nhúng tay đó, anh đối giáo vào giặc đó nha. Rồi con nói thẳng với anh như vậy luôn, con nói là anh đừng có làm như vậy nữa, thì vì anh làm như vậy là anh vô tình, thay vì mình đi giáo dục họ thì lại không làm, mà mình lại tiếp tay cho họ nữa, mình tạo cho họ cái nghề sâu, cái nghiệp sống như vậy nữa, mà mình mua như vậy cũng tốt. À, thế là anh nghe như vậy rồi cái anh đã cho mới nói là cái đó là anh lại thấy là mình có nghĩa là mình chưa có được biết là mình có phước hay không, nhưng mà mình đã thấy mình có tội rồi đó, là cái tội là tội mình đối giáo cho giặc đó, con nói thẳng là đối giáo cho giặc. Chứ xong thì anh thôi anh không làm nữa đó. Cái nó cô nói đúng đó, thế là anh không làm nữa. Thường cũng vui là cái chuyện đó ở ngay cái chỗ con ở đây thôi, chứ không xa lắm thưa thầy. Thì cũng như là thầy cũng biết là tụi con cũng có gửi tiền về Việt Nam để mà nuôi mấy đứa bé đó, thì trong nhóm con đó thì cũng có mấy người cũng như là người ta cũng cũng không có con sinh sám hối, là cũng như là trong cái rổ rau thì cũng có cái những cái lá rau nó bị hư đó, thì trong cái chùa đó thì mấy người trong nhóm của con mới nói là mình gửi tiền về đó, thì không biết là quý thầy hay là quý cô có mua để mà cho trong dùng không, bởi vì gửi về là cứ gửi về là cúng dường cho thầy đó, thành ra không biết là thầy có dùng cái tiền đó để mà để cho mấy người em bé hay sao không. Thì người ta mới đề nghị là cũng như là mua thức ăn đó thầy. À, ví dụ cái tháng đó là chùa cần tã cho mấy em bé, hoặc là cần sữa cho mấy em bé, thì cái người đó họ tình nguyện họ mua sữa, mua tã đến cho những cái đứa bé đó. Hoặc là cái tháng đó cần phải trả bảo hiểm cho các cụ già, thì cái người đó đi mua bảo hiểm đó, để mà tặng cho các cụ già đó. Thành ra tụi con làm như vậy, chứ có chỗ thì tụi con gửi tiền thẳng về để mà làm, nhưng mà có một cái chùa thì cái cô đó cô cũng không hai chùa chứ, thì cô tự động cô mua đồ ăn, cô mua thức ăn hoặc là tã sữa này nọ cô đưa thẳng cho nơi luôn. Thành ra tụi con làm như vậy, tại vì con thấy trong nhóm mà không có đồng tâm đó này để mà gọi làm đó, thì con thấy là theo cái số đông thì hay hơn. Thành ra con làm theo cái số đông là muốn đem vật dụng tới thay vì đem tiền tới. Cái đó là hai cái điều con muốn chia sẻ. Con cô Duy Thúy
lúc đó không biết học Phật nhiều chưa mà cái lời khuyên với chúng của Hải đó, ông anh đó rất là hay. Bởi vì mình tưởng đâu là ban đầu mình khởi cái tâm niệm mình đi mua con vật đó mình đem thả, mình tưởng đâu là cái điều rất hay thì xíu thì được. Nhưng mà cái điều mà mình không nên làm là khi mà cái người mà người ta tạo cái nghiệp câu cá mà người ta cái nghiệp đó là cái nghề của họ rồi mà mình khuyên họ thì chắc chắn không được rồi. Cái điều hay nhất á thì cái chùa đó ông thầy đó ông làm đó thì cái người Phật tử mà có tu học á hiểu á thì mình động viên, mình khuyên á dành số tiền này cũng nhận, dành số tiền này làm từ thiện, nhất là làm cho cứu giúp cho những gia đình nghèo, những cái người khuyết tật hay là những cái sinh viên hiếu học hay là sư thầy sư cô đang học đang tu học trong trường Phật học. Cái điều đó nó tốt hơn, vẫn nhận tịnh tài. Nhưng mà thay vì đi phóng sanh mua như vậy đó thì mình là cái người gián tiếp và trực tiếp mình tạo cái nghiệp cho cái nghề của họ, họ tiếp tục họ câu cá nữa. Cho nên mình không mua cá thì lấy gì họ câu nữa. Họ câu họ ăn thì cái khác, còn họ câu mà để làm cái nghề họ bán cá thì mình thông minh hơn. Mình nhận tiền nhưng mà mình không có mua cái đó, mình giải thích cho Phật tử. Chứ còn bản thân mình cứ nói là mua cá mà bản thân mình xách xe đi rồi mua hết chỗ này rồi lên chỗ kia rồi internet nữa, cuối cùng mình là người tu học và cuối cùng mình không có thực hành, không có đúng Phật pháp. Cho nên chỗ này mà người Phật tử mình hiểu được Phật pháp rồi, bản thân mình khuyên cái vị thầy đó nói thay vì số tiền đó vẫn nhận, nhưng mà thay vì mua cá đừng mua, dành ra làm từ thiện cái chỗ khác nó hay hơn, có phước hơn đó. Thì cái ý cô Dự Thí chia sẻ và dừng lại khuyên ông anh ấy dừng lại và làm cái việc khác là rất là hay, cái ý thứ nhất. Và cái ý nữa là tùy theo, ví dụ mình làm từ thiện ở phương xa, ở Việt Nam hay đâu đó, mà nếu mà cái người mà cộng sự với mình ở trú xứ á, người ta biết cái vật liệu đó thiếu, những cái vật đó thiếu thì mình mua cái tịnh vật đó mình tới mình cúng dường cho biếu bố thí cho các em hay các vị đó thì hay. Còn bản thân mình nếu mà ở xa mà không có người cộng sự đó thì cái chùa đó nhiều khi mình đâu có biết cái vật liệu vật dụng có chưa. Cho nên nếu mà mình phát cái tâm mình làm á thì tốt nhất mình cúng dường thẳng tịnh tài ra tiền thôi, để anh chị rồi họ muốn mua gì mua rồi họ chi phí. Chứ còn nhiều khi không có cái người ở trú xứ đó, không có người của mình á, người làm việc á, mà mình đi mua nhiều khi nó dư. Chẳng như nói ví dụ như ở pháp nhãn của thầy nè, thầy là có người cúng nước rồi, bây giờ thay vì Phật tử mà phát tâm cúng dường cho chùa thì quý vị tốt nhất nếu mình nói sám hối quý vị thông cảm thì tốt nhất là cúng dường, nếu mà phát tâm cúng dường thì cúng dường tịnh tài là tiền đi, để thầy tại mua ớt miêu thầy nấu với mua ngũ quả như Tam Phương thầy xay sinh tố uống nó khỏe hơn. Bây giờ mà cúng nước nữa nó dư, mà nó dư chẳng lẽ thầy nấu thầy tắm. Dạ, thưa thầy, con cũng muốn nói một cái chuyện này nữa, là cái này là chính cho con. Thì như thầy đã biết đó, là con dạy thể dục là con không có lấy tiền của ai hết trơn á. À, nhưng mà tới ví dụ như là tới cái ngày ví dụ lâu lâu thì quý vị cũng cho con tiền, cho con quà. À, thì con nói á, là nếu mà cho được con quà đó con cũng nhận, nhưng mà con nhận con đòi cái receipt đó thầy. Đó, rồi con sẽ trả lại, con lấy tiền đó, thì lấy cái tiền đó con xung vào cái quỹ từ thiện của con đó. Chứ con dạ con lấy con nhận này, con nhận hết á, con không có từ chối một cái gì hết trơn á, nhưng mà cho cái receipt nữa, chứ con không có nhận quà không. Thành ra con nói là cho tiền là tốt nhất, cũng như là thầy nói vậy đó. Thì nói cho đúng thì con cũng không cần tiền làm cái gì hết, cứ cho tiền cái là con xung vào cái quỹ đó. Dạ, thì mình làm được nhiều việc lắm thưa thầy. Dạ, rất là nhiều rồi. Việc dạ. Nên, cô Dự Thí rơi vào cảnh bởi vì thầy cô giáo giáo viên hay là thầy giáo dạy yoga đó, cho nên nhiều khi làm từ thiện á, người ta đem hết tấm lòng, người ta quý mến mình bằng cách là tặng quà, nhưng mà mình yêu cầu họ cho receipt nữa, rất là hay cái biên rất là hay. Còn bản thân của thầy á, người ta cúng nước cái
cho nên thầy nói thiệt luôn, nói cho quý vị thông cảm, khi nào cúng cái gì đó phải nhớ gọi thầy trước. Nhiều khi cúng rồi nó dư, cúng rồi nó dư đó, rồi cái đầu á, bây giờ mình nói thêm, mày nói thầy cho tôi receipt kỳ quá. Không sao thầy à, không sao thầy ơi, thầy cứ nói thẳng luôn là người ta mai mốt là người ta cho tiền thôi. À, thì thầy nói thôi cúng hẳn tịnh tài tiền cho thầy để làm chi, thầy muốn ngủ quả nó hay hơn. Còn nước mà nó dư á, hay là nhang cũng vậy. Trời mô Phật, ở đây mình phải thông minh chứ, đốt nhang mà không thông minh nó cháy chùa á nha. Cháy ba cái chùa rồi đó, chùa xây 500 ngàn, xây 1 triệu, chùa Campuchia đó, ở bên Sao Dê đó, nó cháy trụi trơn do đốt nhang cũng đèn. Cho nên thầy đã nói đó, quý vị cúng nhang cũng đèn, thầy chuẩn bị hết rồi. Và ngay cả vấn đề kinh nữa, thầy chuẩn bị hết rồi, đừng có cúng nữa, mà nếu cúng thì nhớ gọi điện thoại thầy trước. Cứ đem tới rồi cuối cùng nó dư, mà đốt á, mà không khéo á, nó cháy chùa. À, mà nhất là cái nhang, mà nhang hóa học á, nó rất ngợp, mà vô nó bệnh chết, chứ không phải là tưởng mình cúng cho Phật là tốt đâu, không phải. Nên á, cúng nhang mà hồi xưa nhang trầm thì rất là thơm, còn nhang này là nhang dầu, nó chemical không à. Mà nhất là đóng cửa mà bật IC nữa, đốt vô cái là ông Phật, ông nói chỗ này ngợp tôi rồi. Do đó thầy cả khuyến khích cho mấy Phật tử, quý vị cúng nhang, cúng đèn, cúng dầu hay là cúng cái gì đó cho chùa, tốt nhất lâu lâu không biết thì cúng được, nhưng mà tốt nhất gọi điện thoại cho thầy. Anh chị á, thầy còn cái gì như cô Dư Thành bữa với anh Tâm Phương á, thầy còn cái gì không thầy? Dạ, mua cho thầy ngũ quả, chịu liền. Ốc miêu, chịu liền. Còn bây giờ nước đã có rồi, mua nữa. Trời, mô Phật, thầy chứ thầy nấu nước thầy tắm quá. Rồi, qua cái câu chuyện đó, nó liên quan những câu chuyện khác rất là hay. Cảm ơn cô Dư Lý đã thay mở đại chúng học thêm. Bây giờ mời cô Anh Minh ở đây nói tiếng Ấn Độ cho đại chúng nghe cho vui. Nha. Cái âm thanh nó hơi nhỏ quá. Dạ, kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, là con nghe những câu chuyện đó thì con cũng rất là phải nói là thú vị, tại vì nghe ra hiểu được tiếng Việt mà mọi người có vẻ ra cách gọi là cái đề tài này có vẻ mọi người được thích. Con á, thì con làm thiện á, thì con cũng gửi cái tịnh tài cho các sư cô ở bên Việt Nam thôi, thì để quý tư đó có thể làm những việc gì quý tư làm được. Còn cái việc mà con phóng sanh á, thì con cũng có chứng kiến vài chùa là phóng sanh mấy con chim á, là nhưng mà con thấy cũng tội nghiệp á, tới khi mà mở cái chuồng cho nó bay ra có mấy con chim nó hơi bị mệt, nó không bay nổi. Thật ra lúc đó con thấy cũng thương lắm, tại vì ở Việt Nam mình á thì nó đỡ hơn, nhưng mà ở mình thì nói chung là phóng sanh á thì con thấy ít, tại vì ở Việt Nam mình thì bắt nhiều, chứ còn ở đây người ta đâu có cho bắt đâu. Mình con thấy con chỉ nhớ là cách đây cũng trước khi con đi mà chứ, thì có một sư cô nhờ con mua một con rùa, đi ra mua con rùa để phóng sanh. Thì cô cũng cho giúp cô đi ra mua con rùa, đem con rùa về chùa. Mà lúc đó con chưa con thấy con gọi là con vui lắm, tại vì thấy con rùa dễ thương lắm, đem về chụp rồi cho nó nước uống rồi để cô sẽ đi phong thân. Còn con chỉ là nhiệm vụ của con là chỉ mua con rùa nó đem về thôi, nhưng mà con nghĩ á, tới khi mà mình làm cái việc gì tốt mà mình khởi cái tâm tốt á, thì con nghĩ thì cái điều đó nó đem về lại cái nhân mình mà có cái hạt cái tâm mình tốt,
tại vì lúc đó con rất là vô tư, con không có hiểu, con không biết gì hết, con cứ biết là mua rùa mà con nghe nó là phóng canh rùa là rất là tốt. Thành ra đến khi mà nghe giúp mua dùng con rùa con vui lắm. Mà con nghĩ chắc cũng đúng, tới khi những cái trước đó vài tháng là con đi mình cái nơi thì đến khi cũng 30 mấy năm rồi, 31 năm rồi. Thì đến khi qua Mỹ thì con thấy chắc có vẻ là con cũng được nhiều cái gọi là cái kết quả tốt. Thành ra nên trong đời sống ở Mỹ thì con thấy là con cũng mọi dịp cũng sẻ rồi gặp được đầy trình tỷ để cũng rồi dứt khoát để tu luôn. Thì con nghĩ đó là một cái con nghĩ ra chắc đó là một cái điều tốt. Tại vì con tăng rùa, con nghe nó cũng tăng rùa rất là may mắn. Thành ra tại vì rùa là kim phi á, bên mình hay nói vậy. Thành ra con nhận được cái rùa được tốt. Rồi là con bây giờ con đi xuất gia rồi thì con chắc cũng có một cái nhân tốt để con được xuất gia rồi gặp được thầy trình tỷ để tiến tu cho đến con mong cố gắng con tu để trả thiếu lại cho ba mẹ trong ngày Vu Lan này, đời trước đời này và bao nhiêu đời trước cũng có là tất cả cha mẹ từ đời trước và nhất là phá hiếu tức là đức phật. Hồi xưa con không có dám, con không dám vẽ hình đức phật nhập niết bàn đâu. Vậy mà bây giờ quý vị thấy cái hình đằng sau vết rau của con là giờ con vẽ hình đức phật niết bàn, con rất là thích. Tại vì bây giờ con hiểu ra rồi, đức phật nhập niết bàn tức là cái thân của ngài cũng có thôi, nhưng mà nếu mà mình chịu khó vẫn học được những cái lời dạy, những điều của đức phật thì lúc nào lúc cũng là chánh pháp. Tại vì chánh pháp là chân lý thì không bao giờ mạt pháp. Khi nào mà cái lòng mình nó mạt thì cái pháp nó bị mạt thôi, chứ còn thật ra không. Con nghĩ là chân lý các bạn không có mạt pháp. Dạ, rồi cảm ơn sư cô Anh Minh Diệu. Thì qua cái câu chuyện hầu như là ai cũng có cái việc để nói, và cái ý nãy lặp lại nãy sư cô Viên Bảo nói cái ý cũng hay, và hồi xưa thầy bây giờ thầy mới nghiệm ra cũng có lý. Tới như tới mùa Phật Đản hay là Vu Lan á, mấy vị á, thường thường á, tạo công ăn việc làm á, mua bồ câu để phóng sanh. mua xong cái thả cái nó bay về cái nhà người đó, bữa sau cái người nào đặt á rồi mua nữa, rồi cuối cùng á, như sư cô mới nói nãy đó, trời, mua Phật á, một ngày mà làm 60 thùng thôi chứ 60 thùng chim á, như vậy cứ cả tạo công ăn việc làm cuối cùng á, là không có đúng. Cho nên mình học ở đây á, thì cái đề tài này á, mình hiểu được thì ai cũng có một cái chia sẻ hết. Cuối cùng mình làm cái việc gì, sống sanh hay cái gì đó, mình phải thông minh chứ, để mấy là tạo cái nghiệp cho mình. Thì mỗi chúng ta đều có một cái ý niệm lành để chúng ta làm cho nó đúng với chánh pháp, chứ còn nhiều khi mình không biết á, rồi cuối cùng á, mình tưởng đâu mà cái việc làm đó mình rất là mừng, rất là hãnh diện, rồi cuối cùng á, nó không có đúng. Thì hôm nay chúng ta học và chia sẻ, mỗi người có mỗi ý và chia sẻ rất là phù hợp, rất là ý nghĩa. Thì mình học rồi mình cái tâm mình đã sáng ra, nhất là học số đông đó. Ngày nay sư cô Yên Bảo thấy không, hồi xưa mình phải đi tới trường tới lớp, ngày nay chỉ cần mami như cô Diệu Thí, cô Diệu Thành, cô Từ Vi Lạc là chỉ cần mở cái iPad, cái laptop, cái wifi ra là mami học bài ngon lành. Cho nên ngày nay rất là tiện, chỉ cần tới giờ đó là bấm nút là có thần thông rồi, bấm nút rồi coi hình với nhau là mình học được. Hồi xưa là bản thân mình phải đi đạp xe đạp tới nơi trường, phải đi xe đa tới, thỉnh thoảng mới đi xe bus tới, ở trong cái nước hiện đại. Còn ngày nay không cần, chỉ cần wifi mở cái là mình học. Cho nên cái muốn giờ thích hợp, bên đây con mình không có anh Hy Lạc với Chucky á, bà con mình nói tiếng Ấn Độ nghe đã quá. Rồi bây giờ thời gian đã hết, ai cũng chia sẻ mỗi cái ý hay. Rồi sư cô Hạnh Minh cũng nói cô thích Đức Phật nhập Niết Bàn, có vẻ là lý do là hồi xưa cô chưa đi tu á, cô thích nằm á,
cho nên tháng nằm rất là đẹp, cho nên nằm nhiều đầu ghế Đức Phật với nạp nước bạc. Để anh chị thỉnh thoảng mình có mình học lâu á mình nằm cho nó khỏe. Rồi trước khi mà cái chuyện phóng sanh nó có liên quan nhân quả đó, trước khi mình nghỉ mình dừng, thầy kể câu chuyện vui nữa rồi mình nghỉ nha. Ở Việt Nam đó, cái nhà đó họ chuyên môn cũng đu đủ á, cũng đu đủ cho chùa đó, nhà thỉnh thoảng cái đu đủ từng gọi là cái thù lù á, cũng sau này biết cái thời gian sau cái mấy đứa nhỏ con cháu của họ đứa nào lấy thù lù như cái lù vậy, xong cái lên chùa khi gặp ông thầy ông cũng học Phật pháp cũng vui, ông nói chứ hồi xưa trước đây nhà con thường cúng chùa là cúng gì nữa, dạ con cũng đu đủ cho chùa. Nó hèn gì ngày nay con cháu của bạn đó, của chị đó, nó nào lấy như cái lu á, nó thù lù quá. Bởi vì cái nhân cũng đu đủ cho nên cái quả đứa nào nó tròn nó vậy, còn cúng gì vậy. Bây giờ với bạn muốn ra nó vừa bự mà vừa cao là thôi cúng tre đi, à cái cúng tre hồng dông á, cái mai mốt cái mấy đứa cháu sinh ra đứa nào cũng cao, hỏi gì chứ sao con cúng cái gì cho chùa nữa, dạ con nhờ cúng tre hồng dông. À, cho nên muốn cúng cái gì á thì cái nhân cái quả nó đến với mình, và nhất là kể chuyện vô thường á, quý vị cũng ý thức rằng kể chuyện vô thường mà liên quan đến nhân quả, mà kể chuyện kiểu này là chắc mấy đứa cháu nó đập mấy cái này kia rất là nhanh. Cái ông hòa thượng ở trên đứng trên bục giảng á, cái ông kể chuyện vô thường, quý vị thấy đời vô thường, cái gì cũng vô thường, nó có liên quan nhân quả hết. Bây giờ hồi khi mà nó bể tiếc chi, cái vừa giảng rồi xong hết cái số ăn cơm trưa đó, thọ trai xong cái chú tiểu á, cái nó cầm cái bình thủy á, nó cầm cái nó rót sao cái nó bể bình thủy, mà sư ông thích bình thủy lắm, ở bình thủy đó, nó giữ nước lâu, cái nó làm bể bình thủy á, sư ông nói chứ, sư ông bể bình thủy, cái sư ông nói chứ, đứa nào làm bể bình thủy của tôi rồi, nó dạ mô Phật sư ông con làm bể đó, cái sư ông mới nghĩ lại trời mô Phật bình thủy của thầy, thầy rất là trân quý nó, mà con làm bể rồi, cái chú tiểu rất là thông minh. Mô Phật sư ông mới vừa giảng nhân quả đó, cái gì nó cũng vô thường, cho nên con làm bể cái bình thủy nên nó cũng vô thường, cho nên cái nhân nó sao cái quả anh vậy. Sư ông vui nha, cái sư ông này nhỏ này thông minh thiệt. Đó thì qua cái bài học này nó tóm lại kể cho vui thôi, chứ còn tất cả đều liên quan nhân quả, mà nhân quả khi nào có đề tài khác thì mình kể cho nó nhiều hơn. Thì hôm nay chúng ta học về cái lễ hội Phật giáo, nhất là cái lễ hội Phật đản, thì nhớ là tới ngày lễ là chúng ta phát nguyện cái tâm niệm lành hạn chay, nhớ đừng có giết hại chúng sinh, và đặc biệt là chúng ta thực tập cái điều đạo đức thứ nhất rất là trọn vẹn. Mỗi chúng ta người con của Phật mà thực hành mà ngon lành thì chúng ta có cái tâm niệm an lành, và nhất là cái tâm niệm từ bi, nhất là cái tâm niệm hòa bình. Ví dụ như vậy đó, thì đạo Phật của chúng ta góp phần đem lại cái đời sống cho cá nhân, cho gia đình, cho học đường, xã hội, nhất là có liên quan quốc gia quốc tế. Nếu mà thực tập được cái điều đạo đức thứ nhất, cái điều mà lễ hội Phật giáo như vậy đó, chắc chắn không có xảy ra chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn điều nữa là dừng thì anh Tâm Phương nhớ theo bắt chước của sư cô Viên Bảo nha. Bây giờ có nuôi cá nhớ tối coi có cá rồi thả, chứ để đừng nốt nữa mất công nó mua cơm ăn, nhốt cá tội nghiệp. Rồi bây giờ đã hết. Bây giờ mời anh Tâm Phương hồi hướng, thầy xe cái linh này anh hồi hướng cho đại chúng nha. Dạ, Nam Mô Phật. Hồi hướng công đức tu tập hôm nay, nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài, con và tất cả mọi người cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn. Hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Sharing merit, may the merit of cultivation today be directed to work on living things and living beings, we and human beings.
can relieve the Buddha way together. Sadhu, lành thay, well done and excellent. Dạ, Nam Mô Phật, cảm ơn Tâm Phương rất là nhiều. Hôm nay anh Tụng tiếng Mỹ. Bây giờ thời gian mình chia sẻ Phật Pháp tới đây hoàn mãn. Kính chúc đại chúng có một cái đêm an lành. Và những gì mình học trong lời dạy của Đức Phật hôm nay, chúng ta ứng dụng cho nó thích hợp để chúng ta làm lợi lạc cho số đông. Thầy Nam Mô Hoan Hỷ, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Buổi chia sẻ Phật Pháp và học Phật Pháp tới đây hoàn mãn. Kính chúc đại chúng luôn an lành và sinh dưỡng ở đây. Dạ, Nam Mô Phật, chào đại chúng hết nha.